thằng Sơn có chơi đâu. Em chơi mà, em chơi game đây nè. Thằng chưa thằng lead team đã có game đéo đâu mà chơi. Chưa có game. Mày không chơi gì? Chơi chơi map 1 à? Em đang bắt được game không em? Đi map full. Đâu á? 8 người chơi map 1 thôi. Đang đi dungeon wow đó. Hê trời ơi. Anh em chơi khát máu nhá, tịa đéo có bạn bè cái lồn gì nhá. Nhá. Kiểu lồn thì anh tí nữa anh em mình chơi khát máu nhá. Kiểu lồn thì anh em sống chết phải bảo toàn được cái mạng của mình ấy, đồng ý không? Không phải, chơi cho mày phải chia ra. Một là bây giờ anh em chơi kiểu fan thật thì ok là fan thật. Còn nếu như mà anh em quyết định đéo chơi fan là anh em chơi kiểu anh em mình nhập vai luôn. Là có cái lồn bố mới chết khỏi cái tàu này là anh em phải chơi kiểu đấy. Còn đồng ý không? Không có mỗi thằng Vũ chơi fan thôi, thế đi mày phải đi nói chuyện thằng Vũ ấy. Thế à, thế thôi anh em chơi chơi ad nhá. Ok nhá, chơi chửi nhau luôn nhá. Mà đéo có chuyện là được giết linh tinh số đông đâu ấy đi mà. Hôm qua Bỉm chửi vãi lồn nhưng hóa ra Bỉm là thằng giết người đi. Ok nha. Không phải là nhập vai, thằng Bỉm là thằng mất dạy luôn đấy. Bỉm kiểu chửi rất gắt, đéo gửi đến lúc kết rồi vẫn cứ gửi. Mà là ông vẫn là sói. Chửi vãi lồn thôi nhưng mà vẫn là sói đúng không? Trần Hiếu Minh anh đừng khoát màu phá nhà anh, ok em ơi. Gì chứ? Rồi, không khát máu chính là nghề của anh tỉnh, rồi. Tỉnh khi cooldown xuống một tí như đây có hai sói. À được rồi. Ờ, tên phòng là gì cho em vào với? Phòng là đủ má. Đủ. Đủ gì à? Còn để đéo ra đọc chat chứ chúng mày thường là đọc chat bọn mày thường hay đọc seed code hay là 18 cộng đúng không? Ủa anh có cái ảnh đấy gì đó. Ê, để ở phòng khách à các bạn ạ? Có người góp ý ngay trên kênh. Em có Sơn Chim à, sao đéo? Em á, em có Sơn Chim đâu? Sơn Chim này, tưởng Sơn Chim thì che cốt đi. Không Sơn Chim. Nhưng mà mọi người post ở phòng nào đây? Phòng khách hay phòng gì đây? Phòng khách. Ok. Không cần phải chỉnh đâu, anh em mình chơi này là cân bằng rồi. Quét làm địt mẹ tụt cả lồn ra toàn đéo kịp hết, toàn chết, kịp tạ mẹ. Tìm mình mẹ, tiếng người kịp quá, tiếng người phở. Ơ này cái chỗ này mà dân mà không đi làm quét thì sao? Sẽ không mà tìm ra được cái thằng đấy à? Không, 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 không. Đây là một dạng game escape mà. À tức là thứ gì người, con muốn, gì đâu ấy. Người muốn thấy thoát con, được là thấy con trên đầu chú hay không? Tàu đấy đúng không? Kiểu đấy. Ra chú bảo này mèo ơi, ra đây. Dạ. Ra đây à. Đi ra đây, đi xuống đây, chú đây, tin chú đây, tên chú đây. Hãy tin, hãy tin chú này, đấy. Mày tin chưa không? Đã đi xuống đây. Nào anh điên à? Đi ra đây, riêng tư. Tôi tao đừng riêng tư ở đây không, đừng có đi vào. Anh bác sĩ đã. Anh bác sĩ khám nghiệm tử thi. Đây đây. Nào ông bà nói anh bác sĩ. Khoái ở nhà ra đứng cạnh mình tí theo tôi khoái. Cái này đổi tên là phải ra ngoài lại. Đây chú cho xem này hay cực thế. Nào đừng có đi cùng buồn cười nhỉ. Đây 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 đây. Đây chú cho xem đây đây xuống đây chú cho xem này hay cực thế. Đây đây đi 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 đúng là chú bảo. Đây đây. Đấy mạch đây cu to đi tay. Đẹp không? Đẹp không? Cái đầu tròn của tao đây à, đây con chim đầu nhỏ này. Thấy đẹp không? Mày ra cu to như cổ tay. Điên à, đang khoe cái con trên đầu chú đẹp đây này. Thấy không? Đấy, chú rồi. Chú cái lồn chú cháu à? Con mẹ sao mày ốc đi thằng anh bắt chết rồi em ơi, em bị lộ em, cốt em, rồi em. Nhưng mà chắc là thôi đéo sao đúng không? Mày kéo cái avatar mày ra giữa ấy. Tại vì, ờ nhỉ. Nhưng mà tại vì thế đi em bị lộ mất rồi. Cháu đi lên sói được cứ cho cháu làm sói thôi mà trong khi cháu là người tốt. Cháu không muốn như vậy. Tiền là tiền đâu vào kia chú hút tiền ở đâu. Kia là con sủa đấy. Vẫn không được nói đúng không? Lúc mặt đi là không được nói đúng không? Anh ơi. À, đấy là ký đi chứ. Nào, đừng có nói cái gạt địt mẹ chơi phải như thật đi, địt mà. Ủa, vậy là ủa cái lồn mẹ mày không được nói, địt mẹ mày kia tí họp thì được nói. Không nói gì hết. Không nói gì hết, địt mẹ gì được. Đúng.
Nè bím bím bím. Vào đây bím, check bím, bím đủ má, mày bím mà ra bố mày cắn nát đầu bịt con mẹ mày. Cái bác sĩ nhá. Em thấy nó trẻ đôi người thằng béo ra. Ra đi thôi. Còn chưa gì không? Mẹ mà con đéo chăn trốn nó chăn trẻ đôi người mình bịt mẹ. Thằng Sơn nó còn đang định bảo anh bị mày vào đây em sửa ca cho anh xem này, nó định trẻ. Ờ vãi rồi cả mắt bơ. Người cười vãi luôn. Con vẽ sờ can mà thích sờ can. Con vẽ anh bác sĩ đéo phải người quen đâu, anh bác sĩ còn đéo phải vào chưa như mình ngày địt con vẽ. Mày anh bác sĩ mà anh chia nhìn cái quả đấy không? Địt con mẹ em thề cảm giác cự phô vãi luôn. À giết ở đâu ấy? Không. À nó giết ở cái phòng sửa điện. Ơ cái trò này chém phát chết luôn hay là địt mẹ con đéo chưa? One shot one kill. Ôi em tưởng là địt sao đây vào với nhá. Cái tâm mà chém trượt mà nó chạy được thì nó đi mách cả làng. Đi không gặp anh bác sĩ lèo trượt đây. Lời sao quê đến. Anh ấy sau nghe em nhé. Em là ai đấy? Địt mẹ. Ôi địt mẹ. Em mới mua vào tai nghe bluetooth tiện với lòng đi đái vẫn có thể nói chuyện với anh em. Địt mẹ mày anh bác sĩ gặp vua bú bùi này chết rồi. Anh bác sĩ đi nhai đâu, nó gặp mẹ mày vua bú bùi đang được ngắm địt mẹ. Mẹ gì bót luôn. Chuyện anh xong game chưa? Bú cho một cái chết. Cái mẹ cười vãi lộn. Địt mẹ. Tên mới giặt tuổi. Vua bú bùi. Thế rồi, mẹ lúc kéo là người ta cũng khỏi. Mẹ phê thì ông nhớ thêm đưa anh em trong bàn nữa. Tin vào anh em chết đâu, cắt thẳng cái lôn. Tin vào. Anh cũng cảm thấy. Tôi để phút chú thóc mà anh em. Tôi vẫn đang nói thoải mái mà các bạn. Tôi đang nói không có ai nghe cả. Có mẹ thề phô vãi lộn. Vẫn là hai đầu tôi được các bạn ạ. Đéo thể hiểu được. Thế nhưng mà chơi kiểu này có vẻ cân đấy, người người như này có vẻ là cân. Để tí nữa tôi kiểu làm quỷ, tôi nhai đầu nhưng mà xem cũng đau bao lâu cái giết. À ờ nhờ, ôi chết rồi, em vẫn phải, em bảo này, em chết rồi em vẫn phải làm nhiệm vụ đúng không? Đúng. Ủa, chết rồi vẫn còn làm nhiệm vụ á, what the fuck? Làm không thì thôi. Không vẫn phải làm đấy, chứ không phải là thích làm. Thì làm đâu. Không mấy làm, không làm thì người khác cũng làm. Ủa? Chết đâu mà, mày... ma cũng phải làm thì mới xong game mà. Vãi gần lồn, vãi gần lồn, tí nữa thì không kịp. Mọi người ơi, chỗ đấy một người bị giết ở ngay chỗ đổ rác. Đổ rác á? Đổ rác à? Vừa thấy xin với cả Loki, nhìn tức là con mèo là... Không, nhưng mà chú ơi, cháu nghĩ chú xin là người. Tại vì cái lúc đầu mà hai người bị giết thì chú xin đi với cháu. Không, tôi với cả xin đi với nhau ở phía bên kia là cái phòng con mèo. Xác chết ở đâu? Bởi vì em nhìn camera thấy xin với cả bìm đi với nhau. Nhưng mà xác chết ở đâu? Người xác ở ngay chỗ đổ xăng đổ rác ấy ạ? À? Không đổ xăng đổ rác đổ luôn rồi em đi. Nhưng mà rồi, nhưng cứ đổ nó ra ngoài không ra đi đã. Đổ nó ra ngoài không ra đi đã. Không như khi là ngoài em ra. Cứ đổ nó ra ngoài không ra đi. Thật theo thao dễ thương cái lột sút. Bây giờ có tin được thằng chuyên hay không như còn đấy. Ồ cháu cũng nghĩ như thế. Thật tin chú xin rồi. Anh có để camera không? Em camera em nhìn thấy, thế bây giờ tôi đứng ở đâu mà tôi nhìn thấy ông với cả Bỉm đi với nhau. À Bỉm với cả xin đi với nhau. Chú xin mất lắm đấy. Đúng rồi, đúng rồi, phải nhìn camera mới thấy được, đúng rồi. Các bạn có nghe cái đấy các bạn nghe giọng này các bạn đừng để bị lừa. Các bạn có tin là hơn tuổi tôi không? Chết là không được nói đúng không? Ví dụ thử cho các bạn thế thôi. Các bạn đừng để nghe giọng này các bạn bị lừa. Các bạn tin là hơn tuổi tôi. Các bạn đừng nghĩ là trẻ con. Mẹ đấy. Tòng vãi cả lồn.
hơn là tuổi tôi luôn. Cháu đi cùng chú. Đi theo thằng mỉm. Ok. Không đi tin hả? Mẹ mới sợ mãi rồi tôi. Không. Đừng gần đôi. Đi cho mẹ. Thịnh Minh. Rồi cho lại là ai bị chết là phải tự động. Hơn tuổi tôi luôn. Không ai điêu. Còn một lồn quét kìa. Đi mẹ. Con mẹ. Đây để em đi làm quét. Em chưa làm. Buổi rồi. Thôi, mọi người ơi, cho em hỏi này, có cái quét ở trong cái phòng tia laser mà nó có mấy cái cốt ấy là phải quét đấy kiểu cặc gì? Tia laser, phòng tia laser. Cái phòng bên trái ngoài cùng ấy, anh vừa ở phòng đấy đi ra ấy bỉm. Cốt như nào? Ở cái bảng điện ấy. Con mẹ thằng mẹ mày chưa chuyện chơi mình vẫn không biết cháu ơi. Không phải nhưng mà đây là anh nhá, mình đi với nhau. Đến đây là mày mà trả cho người khác có cái cơ hội gì để nói cả, mày cứ chủ luôn. Được rồi, nói chung là mình đã bảo chơi mọi người chơi là mọi người phải đặc biệt nghi vấn, mọi người không được giết bừa, mọi người không được sàng xê ở trong cái trò này. Cái hồi đó xong đi anh ơi. Có hai người chết ở đấy. Em vào với anh ấy. Đi ở đâu này rồi. Thật. Là chắc chắn cháu. Ê ghi anh ghi cốt. Thật thế đúng khách. Rồi, mấy ông chả tin gì cả. Ra chú bảo này. Cùng vậy hiểu không? Có làm tí sếp được không? Không dám chủ à? Thôi, sếp được không? Sếp được việc gì không? Đang chơi thế giới mà. Trời đúng. Xua mẹ ra thằng bỉm rồi. Mày cứ cố chụp con mèo đấy thôi. Tao đành phải đi mẹ vốt mèo. Tao cũng đi sửa máy. Bởi vì lúc đấy em thấy anh ở đấy mà. Mày thấy cho mày đứng yên. Mày đi sửa cái đồn nào? Bởi vì em đang diễn là không dám vào. Bởi vì... Thế tại sao mày không đi sửa cái dưới? À, thì bây giờ nghĩ bên kia là có người khác nghĩ. Tất cả những cái thằng nghĩ đều là những thằng một là sói, hai là ngu thì thôi. Mày thấy có bao nhiêu giây, bây giờ phản ứng nó phải đi xem biết đâu nó không có người thì sao. Mẹ hai thằng chạy dưới quả đấy mà không phải con mèo mà không phải xác chết thì là thua luôn. Còn có 4 giây nhập trên lồn kịp. Đúng rồi. Ờ cho em mình cốt anh ơi. Đấy cô tiến cái con phải kênh không chat đi mẹ xin. Em ở trong cái phòng khách chứ em ấn vào nó không được. Anh em yên tâm, anh em xem ở đây chơi ơ mong ơ đây. Các bạn không thấy yên dịu đâu. Tí nữa các bạn còn thấy chương trình bịp con mẹ nhau liên tục luôn. Mà bịp mẹ cứ chửi nhau mày đột thật ý. Các bạn cứ đợi một tí nữa. Mẹ ơi dưới chú bảo này. Thế đấy, chú cho này hay lắm. Đít mẹ, soi game gì đấy anh em ơi. Ấn vào kiểu public hay host hay private đấy. Cái private. Ê tại sao Kim cooldown lại 55 giây vậy mọi người. Lâu thế cắn thế nào được? Hà đi, 40 giây đi. Hạ cái gì mày không thấy vừa rồi cướp thắng à? Đấy là có mày 8 người mà đúng không? Nhưng mà mọi người mà đi sở tích với nhau không cắn lâu như này được đâu. Đây đéo thằng nào sở tích hết. Đây toàn là người chơi hệ ích kỷ và hệ đi mẹ ngu si thôi, đi mẹ không có ai đi mình, toàn đi mình thôi. Hạ đi, hạ xuống thành 35 mèo ra đúng không? Tay cháu đây ạ. Lại xuống chú bảo cho xem này hay cực. Đâu, thôi chú lừa áo. Chả bạc bịt mẹ. Ok. Sweet. Ông Hạ King Hundao nhưng ông béo Hạ. Cái gì hay hợp à? Thì thua luôn. Biết hết. Không Hạ cái gì đó. Mày chào một này. Bây giờ đi mẹ mày nó giết xong 20 giây sau mới được ấn thì chơi cái đéo gì. Ờ xong mày phải đi làm gì đấy anh em ơi. Ấn vào cái bản đồ ấy, ấn vào cái mini map nó có nhìn mấy cái chỗ than đâu. Chấm than ấy, anh sẽ phải tia để anh làm nhiệm vụ. Ok. Thôi game này bọn kia giết nhanh lên đi cho end game chơi lại game mới đi. Sợ sợ rồi ạ. Đi, em đang bị lạc này ạ. Ôi cái gì đấy? Sao cái gì đỏ đỏ giật? Ôi cái gì đấy? Cái bọn kia nó phá. Phá đi ạ. Thở hay đâu nữa. Chết cơ. Chưa. Đi mẹ ông này là một con sói rồi. Đi mẹ ông này sói lồn đi rồi. Ủa cái nút này ấn để gọi làm về à? Anh em phải không giao tiếp nha, không được nói nha. Chỗ này là chỗ vốt đây. Đừng có bấm vào nha đi mẹ. Ôi anh xin đang làm gì ấy? Đây phải mọi người ơi, đó, mày ấn mày thấy mày chấm than vàng ở đâu thì mày ui, dead body report discord thôi sao thôi sao nãy ai đi cùng với ông này
Vừa nãy tao thấy có người nguy hoặc tao nghi hoặc màu xanh nước biển KPQG địch đớp tao. Thế thôi, tao thấy có cả anh bác sĩ, tao thấy có cả Giao Hoàng Phi Vũ đang đứng bú cận trong bệnh viện. Không, đúng rồi. Tao thấy có cả Mèo. Tao không thấy Bỉm, tao không thấy Xin, tao không thấy nhiều lắm. Ông Xin đứng ở trong cái phòng điều khiển. Tao đứng ở trong mà. Ừ. Anh ở khu bên phải. Em đang đứng ở khu bên tờ này. Em đi là Mèo. Tôi là thằng KPQ. Chết ở phòng nào đấy Mèo ơi. Gặp tên phòng. Cháu vừa bảo là cháu thấy Mèo thấy ở đâu? Trong hướng. Mèo thấy đâu? Chính đầu. 9 giờ tối. Giờ là phòng điện hay là phòng 9 giờ là phòng điện. Em vươn tay phải cơ khí đó. Thôi em skip, em không thấy rõ lắm, em skip. Mẹ em chẳng la sút nha, mọi người ơi, cứ có thể skip nhưng mà cẩn thận, một là chẳng la sút nha. Cái gì đấy? Và là la sút là một, bị con mẹ tao cứ nói là hai là cái người tự report chính là sói luôn, chính là Mèo. Mọi người cứ đề phòng hai mọi người cho em. Chị ơi, chú ạ, cháu rất là tốt. Sao mọi người đang chờ hỏi? Cháu định ra nhai đầu chú ạ. Cò cái cháu định giết tất cả đàn ông đúng không? Thôi, em skip, em không rõ lắm. Rồi, mình skip, mình chưa dự kiện thì mình skip. Nhưng mà tôi nói là mình cứ đề phòng thằng La Sớt ba cái người ở dưới cùng ấy. Đấy, mọi người cứ đề phòng ba người là tôi. Skip khi mà còn đến tận hơn 1 phút. Ờ mà hướng 9 giờ tối là hướng lột thì nhỉ? Chơi địt mẹ bây giờ. Hướng 9 giờ sáng là hướng nào? Thì mới cả là cái phòng camera. Vốt xong có được vốt lại không? Không. Không. Đây là toàn người chơi hệ ngu thì bè ngồi với nhau. Người ta report thì thay vì cái việc hỏi vị trí, hỏi đi cùng nhau thì đây skip xong rồi là ngồi tán phét thì bè thật sự. No one hey, what is expected. Phát sau này anh em phải thảm thắng rồi nhá, tạm biệt. Không. Thôi bây giờ là chẳng có biết cứ cắt mẹ gì cả đi. Ơ bây muốn sửa thì ấn kiểu gì? Ông ấy là thật tại vì với góc nhìn đánh đâu đấy nó sẽ hiện cái bảng đấy màu vàng, cái vị trí đấy nó phải có cái vòng màu vàng ấy, cái viền màu vàng ấy. Oh. Thì mày ấn vào cái U, mày đứng cạnh nút U nó sáng thì ấn vào U. À đang còn xin nè. Cho lại không đi được đấy. Team nè. Thằng này nó khóa cửa rồi, bọn tội phạm nó khóa cửa. Giao hành phi vấn nè. Cửa hả chú? Ôi. À, đi ra sửa cái đéo rồi. Chưa. Mày... Đéo biết đi đâu ạ? Mày mở lên thì mày ở trên hình minimap là có một mình mày được ở trên cái minimap thì mở ra thôi. Thì mày cứ đi theo đúng hướng đấy. Weapon, ui, phòng weapon có cái gì hấp dẫn đây. Cái gì đấy? Ui, đâu ấy? Sao vậy? Mọi người để ý thằng Bỉm này, em để ý thằng Bỉm nó đổ xăng nhưng là tát không lên nhá. Đổ xăng không lên là sao ấy? Lấy xăng. Lấy xăng đi làm nhiệm vụ thì cũng phải lên chứ. Làm cái đấy là lên mà. Lên. Lấy xăng có lên không? Lấy xăng xăng lên được. Không phải phải đổ mới lên anh ạ. Phải đổ mới lên vãi. Bị mẹ sợ vãi lộn nhé, còi bảo đông đùa bịt còn mẹ nó đang chấm điện bịt còn mẹ. Nó tốt cái tàu là cái công ty không? Không phải đổ xăng mới lên kiểu xong cái nhiệm vụ. Nó cũng là cái task thôi mà. Lờ bao địt mẹ. Anh cái tát đấy em không nhớ vì anh không biết là đổ. Bởi vì là cái tát đấy tưởng nó là được rồi nha, mình tạm biết như thế nha. Rồi hai người đề phòng nhau đi, hai người watching nhau đi. Không, bây giờ chắc chắn chắc là mình kiếm mọi người đi. Vốt chủ chuyên. Vốt chủ chuyên. Vốt chủ. Mọi người đề phòng nha. Em không hiểu à, nó động sai thì tức là bọn là sát thủ sẽ bị cooldown cái skin của nó. Cho nên không ai đi thằng sát thủ nó đi báo động. Thì cái cũng được. Báo động là lý do gì mà có cái báo động ở đây? Bấm thôi. Cái nút ở... Đúng rồi, có nút để báo động. Có nghe có hai cách để report. Một là mày chạy về cái bàn ở giữa đấy để mày ấn nút. Hai là mày nhìn thấy xác chết, mày click vào xác chết. Ok. Yeah. Thế mọi người không vote thì em skip nha. Skip nha. Đấy, em không biết là cái đổ xăng này nó có lên start hay không? Mình cái rút lên những cái như nối điện này, upload lên. Anh bác sĩ ơi. Lấy file là bắt đầu lấy. Anh bác sĩ ơi. Sao anh bác sĩ lừa rồi, đi con mẹ. Ủa, anh bác sĩ vô biển đi con mẹ ạ. Anh bác sĩ gây thù với con Bỉm rồi. Anh con mẹ thằng kia chứ. Em nghi là đi chơi đầu hay làm sói không? Em nghi là phải phải dành. Ý cháu là ai làm sói đấy? Nói chung là cứ sửa xong cái thanh Totem Task Complete là bên phe người sẽ sống sót rồi, biết rồi. Nói chung là làm xong nhiệm vụ sớm thì win ạ. Mấy người có biết chim thì không làm xong nhiệm vụ đâu. Mấy đó chưa biết làm gì hết.
Anh vẫn là tao biết kìa. Area admin navigator các kiểu. Ta. Ôi, map rộng vãi lìn. Ôi, thì có lái tàu không anh em? Có rất nhiều vùng bắn đấy. Gì đấy? Gì đấy? Không tin anh chuyên lắm nha. Ôi, cái gì đấy? Cốt gì đấy? Nhập đúng cái cốt đấy vào xong ok. 60. Ok. Cái đi. Kia. Trời ơi, chờ mãi. Mày đi làm nhiệm vụ của mình thôi thật sự. Nhưng mà tại sao mình lại thua? Tại vì mình không không sửa kìa. Không sửa kìa. Sao mọi người không sửa à? Lỗi phải đấy em. Đi phải là tao giải thích rồi. Ở đây là chỉ toàn những người chơi hệ đấy thôi. Không, pha đây em thấy lead team đứng làm, em tưởng là lead team đứng làm thôi. Không, lead team thì không nói nhá, nhưng mà cũng mọi người lừa rồi, bị mẹ. Lúc mà tao thấy qua tặng đà là đấy, anh em đang đi đổ xăng. Em chờ cứ trước ở phòng để em giết. Ơ, này, nhưng mà nhưng mà sửa điện nó có hiện lên ở trên cái map không? Có. Sao em cũng thấy nhỏ? Chỉ chỗ mũi tên có hai mũi tên đấy. Cắt thế à? Chưa gọi lại đi. Chính như nào? Cái này mới. Này. Trời thua nhẽ thế. Thế lý do thua là vì lý do gì ấy? Vì mình bị chết bạn hết oxy. Không sửa thì nó hỏng, nó thua thôi. Tức là bây giờ bạn đi sửa tàu thì bọn nó khóa cửa rồi, bọn nó ngắt oxy, bạn không đi sửa chết đụt cùi luôn. Hiểu. Đấy. Bọn đấy kiểu lộ. Để hai thơ để sửa. Bạn cứ hình dung là nó phải làm những cái đấy để nó phải tản mình ra, không mình cứ đi làm quét. Ôi, liệu mình cứ đi chung thì nó đi một bịt mạnh không đi. Nó biết được. Đó Vivo ai giảm. Ôi trời ơi, đánh hai trận liên tục nhờ mọi người rồi. Mọi người gà lúc rồi. Lúc đầu mà à. Em nghe sẽ tính cái. Lúc đầu à. Ngu vị trí mình. Lúc đầu ơ full rồi anh em ơi. Như nào? Ơ sao lại full người là nào? Emergency cooldown giảm xuống. Emergency cooldown giảm xuống 45. Cô to lại em ho lái đây. Lên trước thì kích. Là ai đấy? Nhớ. Kích bỏ này. Thôi, người ngoài thôi kích. Kích sân đấy. Đâu cô to làm em ho fan boy anh đấy nhưng mà. Em chưa vào được. Em chưa vào được này, em chưa vào được. Chỉ có nào được. Cô to làm ho không quen nhá. À, đây là fan tha béo. Ờ đi mẹ vẫn đang fan bảo mẹ ở trong group mà ăn nhờ thôi. Phun anh em ơi. Rồi, đi khác. Ờ ai kích đi kìa. Ai có mẹ. Trời Vũ. Lũ cái mẹ Vũ địt mỏ. Em mà gì 45 mà đúng rồi, thế thôi chơi đi. Ờ em chưa vào được. Bây giờ vào đi. Vào đi, bây giờ vào đi từ từ. Vào đi anh hit rồi. Ok. Phải lại chơi thật nha mọi người, phải nghiêm túc vào địt mỏ. Nó bảo nó nghiêm túc. Nó ngu, nó giải thích rồi. Em còn đéo hiểu gì cơ. Không mày thì không nói, mày mới biết chơi mày đã mới chơi nói. Em chỉ thấy biết em có được đi giết thôi đi mẹ. Xong rồi đéo đi mẹ sợ vãi lộn, phải đi theo tin tưởng ai đi cùng này. Và đi cùng ông xin. Sợ vãi lộn. Ơ lá sắt sao đứng đây một mình ấy. Ôi phụ anh. Rồi ok, thấy biển scan rồi đó. Nói phải chơi thôi. Không nói. Biết địt mẹ mày. Mày hỏi cách làm nhiệm vụ thôi chứ. Cái này phải làm nhau anh, insert cạc, à đây anh cầm cái thẻ anh kéo. Ui đi mẹ mày phải đi sửa cái kia. Sợ vãi luôn. Ê ông mày đợi tôi tí đi, mẹ thanh nhá. Mọi người ơi, muốn miếng thịt màu vàng. Thịt màu vàng, đuôi nga màu vàng. Rồi sao? Thịt nga, tôi Mèo vào đúng không? Tại cháu vừa đi đến chỗ sửa điện. Chỗ sửa điện ra. Đấy nhá, đại loại như này, bây giờ là em với cả thằng... Em với Bỉm. Thằng TVD và ở trong phòng cứu rồi, cái phòng VXR ấy. Đúng. Em đi cùng ông Thanh Nho. Em năng là em tin được thằng CBD này. Em đi từ trên xuống, em vào phòng sửa nhưng mà thấy Bỉm rồi. Đây là ông Bỉm với cả thằng Sơn ở trong cái phòng med bay đúng không?
Ờ đúng rồi, đi máy bay xong rồi đi xuống. Đấy, đúng rồi. Nhiều xác chết rồi, thấy ở đâu ấy, nó có thấy ăn đâu. Nó thấy mày, mày không thấy tao đâu, kia tao không thấy mày. Ý là tao định vào đấy tao xem camera nhưng mà tao nhầm phòng. Sao mà tao thấy mày với cả bị trong đấy. Ra ngoài phi vũ rồi, rồi em ở đâu ấy? Ai đi dưới. Ra ngoài phi vũ rồi, rồi em ở đâu ấy? Không ai giờ. Em ở phòng 3 giờ à? Em ở đấy lâu thế, em ở đấy em làm 3 giờ. Làm 2 quét ở đó mà. Không, tôi tưởng đấy. Ai cho em nói em, nè. Em ở phòng ăn bín xong rồi lúc đâu, anh sửa cái đấy, anh đi từ trên xuống, em đi vào thì thấy anh sửa anh rồi. Cho em nói, cho em nói nè. Hồi nãy xe bếp chết ở đâu? Hồi nãy xe bếp chết phòng nào? Quá bao đại nhân ơi. Trước cửa phòng sửa đi ạ. Sửa đi ăn, mày chưa biết sửa đi ăn đâu đâu. Xe bếp chết rồi. Em biết, em thuộc map rồi. Hồi nãy nó không đi ăn. Từ từ hồi nãy em với Bỉm đang ở. Hồi nãy em với Bỉm đang ở trong phòng scan. Rồi xong rồi. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà anh Chuyên kêu là thấy, nhưng mà anh Chuyên không có ở đó. Em không thấy. Không thấy. Nhưng mà tao không thấy nhập sao mà tao nói được. Thì tao hỏi là tại sao tao nói được. Từ đó hỏi là. Mà mày không hiểu vấn đề, tao biết anh nói dối sao? Bây giờ giả sử anh nói dối. Nhưng mà tại sao tao biết mày ở trong đấy để mà nói? Ok. Tao bịa là anh hỏi có thể anh coi camera ở ra ngoài phía vũ mà coi không để coi được cái phòng đấy nhưng mà mình tao nhìn thấy tao nhìn thấy nói khác đi hết giờ rồi mọi người anh nhanh em còn 15 giây rồi sớm mất thời gian đã lồn đấy vô đây đấy vô đây mọi người vũ bây giờ có mỗi vũ là không đi cùng ai thôi rồi đang vũ ạ 3 giờ nhưng không đang cùng ai có ai confirm cho em đâu trước đây em gặp anh thánh nhỏ đó anh không gặp em nhá anh đi về mèo nhá tạm biệt là cái này tạm biệt đi cháu cũng gặp thánh nhỏ đâu. Ra ngoài phi vũ 5 tốt tuổi. Tư thế cậu anh vừa gặp hai cái tình người đi căng thẳng cô là mày đâu mà đi mà buồn cười mãi luôn. Cái này kích là nó không báo lại chắc đều phải là không à. Tôi sẽ đi cùng ông thánh nhỏ này trông mẹ tín. Ủa cái gì đấy? Đi sửa. Ờ phải đi vào cái hướng mắt nó báo, nó báo để sửa anh em. Có báo này đâu nha. Ô xí. Có đi quá à. Xin làm. Ôi đi mẹ anh em ơi. Ờ tôi xin làm rồi nè. Ôi sợ vãi lột. Đừng có nói nữa đụ má chơi cứ nói. Mày lộ hết vị trí mọi người ấy. Đang là im lặng mà. Ngồi chơi là không nói. Tí nữa chỉ đến phần này là mới được nói thôi. Bây giờ là im hết. Chờ đến vote thì mới được nói nha. Ít mẹ ông áo hồng này không biết có mổ mình không? Ít lạ, alo. Ủa sao lại không được nói? Chết mới không được nói chứ. Ít mẹ. Nghe là... Đây nó là... Bây giờ không phải nói nhiều luật là như thế. Thế tôi không cần phải hỏi nhiều. Luật là như thế. Tại vì em đây là mình đang nói ôn. Có nghĩa là mình đang nói là mẹ mình... Em hiểu. Thiên lý truyền âm mẹ rồi gì nữa. Ta chỉ những thằng mà... thiên lý truyền âm. Ui, sai mới lộn thì mẹ theo đúng. Lý thuyết là địt mẹ hiện đại này phải có bộ đàm chứ địt đấy. Ôi lột đi game thì kệ đi. Ôi. Ok. Sợ vãi lột. Địt. Mọi người ơi, cháu lại phát hiện ra. Hai người chết liền. Từ từ rồi. Hỏi trước lại mèo từ từ á. Anh biết vị trí anh bác sĩ chết rồi. Mèo ở đâu đấy? Mèo ở đâu? Ừ, cũng gấp 9 giờ ạ. Trước khi cháu lên nhá, là cháu gặp một ông màu đỏ. Ta report ông lại đi hỏi người ta là đi mẹ mẹ ở đâu thì tôi cũng đến chịu ông đi mẹ. Tôi đúng đi qua cái người tên là Mèo. Anh bác sĩ nhưng mà trước khi cháu đi lên ấy là gặp Teddy với cả ai đó, một màu gì đấy cháu không nhớ. Teddy đi làm biển. Lúc tách ra rồi, tôi thấy cái nhiệm vụ là tôi chạy ra một mình, tôi chạy lên đường đấy. Khả năng Lý Kim cũng không phải là quỷ nhưng mà Lý Kim hơi ngu bởi Lý Kim đéo làm nhiệm vụ thì con mẹ mình đang định ghi Lý Kim thì cái này bây giờ là một chỗ hai mạng. Tôi đang ở chỗ làm ấn vân tay nhá thì là có anh Xin này với cả ai nhỉ? Xin ở trong phòng security mà. Xin ở security. Và sự cố nạn của cái pha này. Và đó là tao nhìn lâu quá rồi chứ đúng lúc tao quýt ra. Thì địt mẹ mày thì tao đi ra thì tao đéo kịp nhìn ai diễn luôn. Nhìn thấy Bỉm với cả là trước khi cháu lên ấy là cháu thấy một ông màu đỏ với cả ai đấy. Đây màu đỏ là đây. Màu đỏ. Tao đi với thằng Bỉm. Ừ, đó. Không phải, lúc đấy không phải với Bỉm, đi với một người khác.
Ôi, đây, 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 nhìn thấy tôi này. Ông nhìn thấy tôi này. Tôi nhìn thấy. Mọi người để tôi nói này. Lúc này nhá. Người khác đâu biết cái người khác là người nào các bạn. Đi vào khó. Lúc ta đang đứng ở trong ấy là ai? Đúng không? Thì em lúc đầu thì em đi theo ông Bỉ. Anh đi ra ngoài thì có gặp ai không? Đi gặp bà mèo với gặp một ông nữa. Gặp lá sút, à đúng rồi, lá sút đi ngược lại, đúng rồi. Đúng rồi, em đi ngược lại. Ngược lại. Này, tao để tao nói nhá. Cơ, có hai người đi ngược lại. Loại được người đúng không? Ừ, đúng rồi, có hai người đi ngược lại. Anh ơi, tao ở trong đấy rồi, xuống ra không biết rồi. 10 giây, 10 giây, mọi người, 10 giây. Có cái người mà có cái con pet đi theo ấy. Cái ông nào có cái con pet nhỏ đi theo ấy. Mọi người. Mình nghĩ là sút. Lá sút à? Rốt nhanh. Sút là ai ạ? Mình nghĩ là lá sút, bởi vì lúc đấy gặp lá sút đi ngược chiều. Em vào hẳn phòng mét bay. Uầy, ông lá sút địt mẹ phốt tôi. Toàn vứt người ra ngoài ạ. Địt mẹ vứt người này. Đúng rồi. Chính có đi với thằng Bỉm mà. Đâu là remember địt mẹ. Nó nhầm một tí nhiệm vụ là luôn đấy. Không biết. Em vừa nhập cứu một cái nhập cái đéo cái số mà. Sợ vãi lột anh em ạ. Ui, địt mẹ sợ quá. Đi một mình sợ vãi lìn. Ôi cái gì đấy, đi mẹ này phải làm gì đấy. Anh em ơi, cho hỏi cái nhiệm vụ điện này phải làm gì đấy. Nối đi ăn, nếu mà là dây điện thì là nối đi ăn. Phải bấm nhau, có gì em chưa biết bấm kéo nhau. Kéo nốt này sang nốt kia cùng màu. Nốt nếu này là nối sang điện. Nốt kia cùng màu, chưa biết đây là cái gì cả. Mày phải miêu tả chứ. Đây là mấy lồ đấy. À với cái màu xanh, vàng, xanh. Mày có biết miêu tả cái thứ mà mình đang nhìn thấy không? Thấy thì ba cái mạch điện. Một cái màu vàng. Nó có xanh cái gì nữa? Có chữ, có số gì không? Có ABC không? Có 1, 2, 3 đó. Nó theo hàng dọc đúng không? Ba hình tròn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì đó, khi nào mà cái đấy nó xoay, cái mấu nó xoay đúng vào cái chiều ngang thì mày ấn vào cái thanh như nút cách ấy. Click vào cái thanh như nút cách. Ok. Miêu tả nó phải cụ tỉ. Mày ấn chậm. À đây, cái này. À, động mở. Ui, có người đến. Mẹ sao ấn khó thế. Lăng quăng vai lột. Đi con mẹ đứa làm quét à? Ồ, lại cái lột gì nữa đây? Lần này không sai đâu, mèo đến cuối cùng đúng không? Mèo vừa chạy từ phòng điện ra đúng không? Không, cháu vừa đi qua ạ. Mèo nó đi cùng em, đây này, nó đi cùng em từ bên trái sang bên phải. Đang em đang ở phòng điện đây. Em đang ở phòng điện đấy cả. Anh ở đâu? Em vừa mới đánh đứng cửa phòng viện đúng không? Không, tao chỉ quan tâm là thằng Chuyên với ạ. Thằng Chuyên có confirm được với mèo là hai đứa đi cùng nhau suốt không thôi. Đây, em con mèo nó vừa đi từ trên xuống, em với em đang bị em. Anh biết ở đâu Hoàng Quang ớ. Trên rồi, hai con sói đang diện với cả nhau ở bên này rồi. Hai con sói đi vẽ phía trong viện lại luôn. Em đi đang bị im. Hai con sói diện phía trong viện với mèo. Nó đi phòng viện đúng không? Hay trong phòng viện, cổng phòng viện, trong phòng viện. Nhưng cái xác ở đâu? Trong phòng hay ở cổng? Phòng viện, thằng Teddy chắc mới chết rồi. Trong phòng viện á, thế thì lúc đấy là mọi người chưa đến. Băm mèo đi. Em vừa sửa xong. Băm mèo đi ạ. Cháu làm xong nhiệm vụ phòng điện, cháu đi qua luôn. Thì băm mèo không phải thì quay ra. Cho em băm mới. Thôi đúng không? Mọi người chưa ai là chết mẹ luôn, thua luôn này. Băm mới. Mày điên à? Nếu như bây giờ còn hai người thì nó thì là thua luôn mẹ rồi, còn gì nữa thì giết đi. Mẹ mà nghiền điên này, đau đầu quá. Người ơi. Thế quan thì tôi đi theo ông. Bây giờ mày có cái chứng cứ gì để mà mình băm được thằng không, Chuyên đâu? Không, em. Hoài thế thì không mà. Mẹ trừ khi chính là mày nữa chứ còn không thì băm đi. Không. Mày chỉ biết, mày chỉ cứ băm đi mẹ. Ui, vẫn chơi tiếp. Băng ớ này. Sao mẹ là... Hay thế nhở? Còn thằng em Chuyên... Sao được? Này hai này khó này. Bây giờ chỉ có chọn băm thằng Chuyên hoặc thằng ớ thôi. Đúng rồi, bây giờ Chuyên hoặc Quang ớ. À thôi quên, chơi đi. Thôi, ma này vẫn làm nhiệm vụ được hả anh em? Mà ma phải làm sao? Không phải là vẫn làm được mà phải làm. Vô lý. Xong rồi.
rồi, đến vòng cuối này là yêu cầu tất cả phải đi cùng nhau. Xin nó đồng kích màu xanh chiến đấu. Ngoài đúng hợp lý đấy. À bây giờ tầm này là bắt buộc phải băm rồi, đéo thì đi làm quét được đâu. Phải không ăn hồn đấy, là bây giờ đéo làm quét được nữa đâu. Để làm quét lại. Bây giờ trên đất của hết xui ạ, đi mỡ. Anh làm xong quét được xin này, anh làm xong chưa? Em còn một quét nhưng mà cái quét đấy là quét nhảy audition, là anh nghĩ là anh đéo kịp làm cái quét đấy đâu. Em làm xong hết rồi, bây giờ em chỉ chờ thôi, nhìn các bạn. Nào, đau đầu đấy. Đấy là ai sửa cái bên trên đấy? Anh trước chả sửa gì. Thì lúc trước này, xin này. Tôi vừa sửa cái bấm số ấy. Nói cái cốt thì này, lúc trước là em thấy anh đi lên sửa bên trên, sau anh nhìn em đi xuống bên dưới đúng không? Lúc nào? Cái lúc mà gặp cái lúc mới báo động luôn ấy, là anh nhìn em đi xuống bên dưới đúng không? Thì mày ở trong cái phòng dưới thôi thì tao đi lên trên. Thì không, đây em đang nói, trước đấy là anh nhìn anh gặp em là đi xuống phòng dưới. Xong rồi sau đấy là anh đi lên phòng, em thấy anh đi lên phòng trên. Nhưng sau đấy em lại thấy anh đi xuống trên thế nào? Cái vấn đề bây giờ là đi mẹ có ai chết đâu, là report thì mẹ. Đi từ anh cái phòng vung tay, hiểu không? À. Vấn đề là tao phải nhảy audition thì đang nhảy thì bị report cái quả trước, lôi con mẹ về xong rồi bổ chết cái mèo. Bây giờ là tất cả không quả này quả ngay gần nhá, là em gặp anh ở đây. Thì tao lại đang định đi nhảy audition tiếp thì lại có cái bất nhân nhảy đỏ. Từ thầy nói này, em gặp anh ở cà phê nhá. Xong sau đấy em thấy anh đi lên trên. Xong em đi xuống dưới đúng không? Thì sau đấy em quay lại thì lại thấy anh lại thấy lúc đấy vẫn chưa được sửa, xong anh lại đi cùng nói chuyện. Thì em thấy là có khả năng là anh cố tình không đi sửa. Người không nói gì sao? Sửa cái bộ đồ cố với là thằng vừa sửa xong. Em cũng sửa mà em cũng bấm miệng lúc ok mà em đang sợ, em đang nghĩ là anh ấy đứng cố với lúc nào? Bây giờ lúc đấy lúc cuối em đến phòng lại em thấy là hai người đứng. Tao bé rồi, tao đi ra, tao đi ra còn gì? Bây giờ còn 3 dân mua sói thôi. Vote đi thì mẹ. Không cần vote nữa, làm nhiệm vụ không thôi là thắng. Chỉ mà đang muốn thế thì làm nhiệm vụ. Tôi nghĩ là khả năng là ông cao rồi, còn xin thì chăm lại đã sau đã. Vote ai? Vote là skip à? Tôi vote thằng Quang ớ. Ô. Ô. Đấy. Ủa. Vote Quang ớ. Sao không vote được? Thế nhưng phải 3 vote ạ. Quang ớ là 2 phiếu mà không ăn á. Hai đứng skip với đất hơn. Ủa thầy thế nhở, trời ơi, càng ngày càng đéo hiểu. Skip mà. À thì anh skip, còn gì rủ skip, ta chẳng skip. Ở đây là 22 mà. Bầu tôi đi. Thế này bây giờ bố. Tôi ơi, tôi là vong đây. Ai là ma đi làm nhiệm vụ ấy nhá. Không biết rồi. Ma làm nhiệm vụ rồi. Alo, ma cũng phải làm nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ ở đâu ấy? Mày sẽ nhiệm vụ ở đâu này là đúng rồi. Thắng được cả. Anh bảo mày rồi, con đít chim thì đéo là thắng được cả vì nó đéo cả. Cả. Có cái lỗi nó đít chim đéo làm nhiệm vụ mà. Cứ chấm gian là làm hết, click hết chấm gian. Bại lỗi có đít chim thì thắng thua được. Thế là thắng được. Ông, anh sao như anh Lý? Đấy em vừa làm được xong một cái nhiệm vụ rồi đấy. Mày làm xong hết. Nhiệm vụ đầu đời. Ôi bây giờ mới làm được. Đám lẽ thằng từ nãy mạnh ra rồi. Cái đỉnh mấy cái nhiệm vụ hoài thế làm thế nếu nào đấy. Làm nhiệm vụ thế. Tức là thằng nào cũng phải làm hết nhiệm vụ của chính mình đúng không? Ok. Anh chuyên, anh chuyên. Lúc đầu mình đã bảo là nghi cái ốc mà cái con gì chạy theo đằng sau đít. Trông mà mình là, trông có cái con sói giả vờ kìa. Có một người đi giết một người cứ đi report đã đi mà. Tao nhìn thấy thật. Quái động luôn. Tao nhìn thấy thật. Thôi từ từ cho mọi người xem rồi. Mọi người nhớ là phải đi làm quét nhá. Cái nhiệm vụ quét thẻ làm sao giờ sao lúc nào là quét thẻ đi con mẹ tao chỉ đâu mày phải quét thẻ thế thôi đi mẹ mày. Cái nhiệm vụ đấy phải biết tiếng Anh mới làm được. Cái nhiệm vụ quét thẻ phải biết tiếng Anh mới làm được. Ờ, nhắn tin được không biết. Ý là em quét cái mày quét thẻ cái gì mày làm theo lời đó thôi. Rồi ra đi. Nhưng mà nó vẫn cứ bị sai đi. Ờ thì đó là vì mày không làm đúng. Không làm đúng thế thôi. Bảo mày nhanh quá thì mày phải làm chậm lại. Đéo được giết người. Chậm quá mày phải làm nhanh lên. Cho nó đúng thì thôi. Em lại được làm người thích vậy luôn. Em
hiểu là người thích chỗ nào và làm quái thích chỗ nào. Ờ nhưng mà làm quái thì sẽ đỡ bị sợ phải không? Thánh bà mèo mệt vãi lột, bà chết sớm vãi lột. Không phải nhưng mà kiểu chủ có giết ai ấy là cháu lại nhìn thấy xác. Thế thì báo nó cái lột không được. Tại vì có người đi đằng sau lưng. Thì bịa cái xác ở chỗ khác thì mẹ cứ đi bịa cái xác ở chỗ đúng chỗ làm cái lột gì. Nhưng mà báo sai người ta giết cháu mất thì đã. Làm sao mà biết được sai với đúng chứ xác mất mẹ rồi còn đâu. Ồ, thì mẹ em vừa làm xong nhiệm vụ đầu đời trong kiếp con người. Ôi, địch con mẹ thấy đùi gà nè. Đùi gà. Đâu đấy? Ở ngay bên cạnh phòng admin luôn, ngay bên phải phòng admin. Cạnh bên 7 á? À? Cạnh. Không không, bên phải phòng admin, bên phải phòng admin. Phải admin, tao đang mình tao đang đi ở phòng đổ rác, phòng đổ rác. Bên phải của admin là ở bên trong đúng không? Không không, bên ngoài admin, bên ngoài admin. Mày điên à, bọn tao vừa đến phòng admin đấy thôi. À không, ý là cái phòng kề bên phải phòng admin. Có nghĩa là ở bên trong còn gì nữa. Cái là phòng cái phòng oxy gì? Đúng rồi, nó ngay cái nhà ba luôn, nó ngay. À không, mà bên phải là phòng đổ rác. Ngay trên rồi. Bây giờ cái này ra ngay cái nhà ba, ngay nhà ba. Anh vừa đi ở dưới phòng điện cùng La Su. Đúng rồi, em thấy anh xin. Hồi nãy em thấy anh xin. Có, anh em mình vào là thấy anh chuyển đấy rồi này. Ờ, và thằng chuyên thì mẹ mày đèn đỏ nó cứ đứng yên ở đấy, nó địt mẹ mày sống ích kỷ, địt mẹ giết mẹ thằng chuyên thì tao mắt phải bây giờ như thế. Không được, đéo ai được phô trách nhiệm như thế, địt mẹ đéo được giết kiểu như thế. Điên à? Thứ nhất lại nói thật cho nhá, thứ nhất một là thằng chuyên ở gần cái phòng đấy, có nghĩa là hai phòng nó chỉ đi đúng một đường cong thôi, là vòng từ đường này sang đường kia luôn, là thằng chuyên ở gần. Thứ hai, thằng chuyên đéo làm quen, à đéo chịu cứu cả lò, bị giết mẹ. Anh chưa thấy đèn đỏ, anh chưa không sửa. Chơi kiểu thấy chơi kiểu vớ vẩn vãi lồn, chả liên quan cặc gì cả. Anh hỏi em nhá, bây giờ cứ đèn đỏ tại sao em không, mà em ở ngay cạnh mà sao em không làm? Đèn đỏ thì đéo làm đi thôi, đéo thích làm. Thua. Mẹ đi chơi kiểu hãm lồn. Đấy thì bây giờ em có thể xin lỗi. Em không làm thì thua, bây giờ em lại bảo không làm thì thôi. Ok. Đi bạn bây giờ có một tỷ người như thế đi bạn cũng phải ngồi cũng phải chạy. Em hiểu không? Em ở cạnh. Cái luôn đi đang làm cái quét upload thì không cần mà làm. Tiếc làm cái gì? Ok. Tiếc nhau lại thì gì bọn quả quét đấy khi em ấn cho em ra em lại làm tiếp. Ê, vịt bốc cái vốt còn mẹ đi cặc. Bây giờ coi em bình tĩnh. Thôi kiểu đi bạn kiểu đưa mẹ. Em nghe một sơi. Bình tĩnh. Đây là chơi. Mình là người thì mình phải công hiến. Mình chơi làm người nhưng mày chỉ làm quét. Bình tĩnh. Trời đúng. Bây giờ giả sử như anh chứ không phải là người chơi đi là mọi người ơi. Ai nghĩ là có một tỷ người chứ nói làm gì? Thôi một vé tự kiếm cho mình chơi, người chơi. Đúng rồi. Anh nói cái này với em từ trước rồi nhá. Em nói cũng đúng, nhưng mà nói chung là thằng chuyên nó kiểu đấy, nó quẹt lên rồi. Nhưng mà không phải vấn đề, không phải là quen, mà vấn đề là mình nói anh nói đúng. Người phải chơi cẩn thận hơn, bởi vì bao nhiêu lần chết rồi. Không phải là làm kiểu cứ thích kiểu kệ mọi người tin vào cứu của tôi, cứ làm của tôi thôi thì nói làm gì? Thôi mọi người bình tĩnh. Sơn địt con mẹ mày nói cái lồm đi, cái địt mẹ Sơn ấy. Đánh chết cái con mẹ mày bây giờ Sơn ạ. Không phải như cái vấn đề là tao đéo cứu không có nghĩa là địt mẹ mày phải là chơi tao, bởi vì là ngứa mắt cái con cặp. Đúng rồi, hợp lý. Nhưng mà anh nên đây là tao đang đi ở bên trái, tao đang upload, tao đéo hiện đây là nó sẽ không hiện được cái mũi tên ra thì là ở chỗ nào, mày hiểu vấn đề không? Mày bị đang làm quét cỡ. Thằng Sơn nói mày có phải trái cho mọi người biết địt mẹ là cùng Sơn ạ. Không, đang upload cái bấm dưỡng nước. Không. Có phải mình em làm quét rồi, ai chả làm quét. Xong rồi đi mẹ mày hai bố chứ, hai anh chửi nhau xong rồi cuối cùng ai mà không quét nữa này. Cái đùi gà quên mẹ luôn rồi. Thì cứ quên luôn vụ thằng đùi gà. Quên mẹ luôn đùi gà. Mẹ ghét tôi một tí lâu rồi. Ủa thì mẹ cái fix quay này khó quá luôn. Đấy hiểu. Em ai lúa cái đấy là cũng dễ nhất rồi. Em gạt bừa lên một cái thì tự nhiên nó xong. Nhìn đi đã, đừng có bừa, phải hiểu được nguyên lý ấy. Đi, tại có mấy cái nhiệm vụ nhảm lột. À quên, lát nữa mới được nói, quên mất. Nhiệm vụ thế. Đùi gà. Chả gọi là đùi gà. Phong nào. Thì nó có cái cục xương ấy, cầm vô nhìn giống cái đùi gà. Vừa nãy nhá, em gặp đùi gà ở chỗ phòng bắn máy bay.
góc em máy bay là ở bên phải, tôi đang ở phòng emergency. Bên phải á? Phòng máy bay là cái phòng ở bên phải á? Còn nhìn thấy mèo đi từ phía dưới. Đúng, đây. Chính xác là như thế. Phòng admin ta. Chào admin là phòng gì? Làm gì có phòng gì gọi là phòng admin? Em vừa từ phòng admin ra, không có mèo, không có mèo, không có mèo. Đầu tiên, từ từ, mọi người để cháu nói. Đầu tiên, cháu làm nhiệm vụ với anh bác sĩ, đúng không? Anh bác sĩ nói đi. Anh bác sĩ cháu đi ra. Nét, bịt mãi bác sĩ đéo nói rồi. Bạn ơi, bạn công sơn cho mình với. Anh bác sĩ không nói rồi, ném, bịt mà không có nhiệm vụ trong đó. Đồ quá. Ok, không phải vấn đề như này, đấy đấy, để nói trong lát. Ném vào phòng admin, bịt mà các đấy không phải mèo giết, được chưa? Thế à? Còn đấy, lúc mèo lên thì là anh vừa làm xong vừa. Tức là bịt với cả mèo, ném cả hai luôn. Mà chỉ biết là tao đang định vòng ra đầu kia để tao sửa nước, hiểu không? Nhưng mà thằng Sơn thế thì anh ơi, em biết rồi, em nhìn thấy thằng Vũ, thằng Vương Vũ thì con mẹ nó. Mày có đồng ý là đi mày không nhìn thấy cái mèo trong bói mi không? Đúng, em đồng ý là không nhìn thấy cái mèo. Ê, xin, từ mèo, tao bây giờ tao xin đi một lần thôi. Có mèo đi từ dưới lên thằng chuyện nào phòng cà phê đúng không? Mèo đi từ dưới lên phòng cà phê đúng rồi. Nhưng mà tao không nhìn thấy bởi vì thằng Sơn không thấy. Bởi vì em đi vào phòng cà phê. Chỉ có hai đứa, một trong hai đứa, một là thằng Sơn nói dối, hai là con mèo nói dối. Em nè, bởi vì em đi từ phòng cà phê vào anh bác sĩ vừa đang làm ở trong admin nhá, là anh bác sĩ phải thấy cháu, tại vì cháu vậy ạ. Anh bác sĩ phải đứng cùng với nhau tầm 10 giây mà ông ấy nào không nhìn thấy cháu. Em vô giết mèo, thằng Phi Vũ ở bên dưới, thằng Phi Vũ đang nghi hoặc nhá. Thằng Phi Vũ ở cái góc cánh trái dưới, ở gần góc 4 giờ. Mày đây kìa. Em vô mèo, mèo nói dối. Làm sao ấy được? Mèo đi từ dưới lên mà, phải lộn. Ừ, mọi người quá đáng đấy. Đúng mà, bây giờ vấn đề ở đây là phải tin thôi, bây giờ không tin. Vấn đề là không thể đủ thời gian được, bị con mẹ vãi lồn. Không sao, mình cứ ném đi, thà chết nhầm còn hơn bỏ sót. Thôi xong rồi. Nhưng mọi người cháu vẫn muốn nói một câu là anh bác sĩ nói dối nha. Không. Anh bác sĩ còn nói em đi đâu. Ủa chết rồi. Cái con mẹ, xa thế. Ê, đi xin sửa cái build gì đấy đi. Anh này, sao thế? Địt mẹ mình là ma nhưng mình vẫn đi theo người ạ. What the fuck, rõ ràng mình bay được qua tường. Nhiệm vụ rồi bà là con ơi. Rồi đi soi. Ôi, à rồi, em biết ai rồi. Loki, em vừa mới thấy Loki chặt xác với nhau. Ở phòng mà. Mày thấy rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. 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 Giết thằng Sơn, giết thằng Sơn. Từ để em nói, yên để em nói. Mày biết từ báo đúng không? Không, yên để em nói. Bóc cái lồn đấy. Yên để em nói. Đi rồi nhá. Sơn trích rồi anh. Mọi người đi qua đi đỏ là biết. Mọi người tôi đã tin được Sơn rồi, khả năng ông với cả con mèo là sói, cho nên ông bênh vãi cặc không có thế nữa. Ấy con cặc luôn, con mèo đi từ dưới lên làm sao mà nó là sói được, thằng Sơn chắc chắn luôn. Đâu, em thấy điểm mà. Tôi chắc chắn. Riêng Sơn đánh chuyện rồi, tin em là người, em biết anh cũng là người rồi. Mày vào vốt thằng Sơn, mẹ vãi cặc luôn. Thằng luôn, thằng là thua luôn. Em vốt thằng Sơn, em sẽ vốt thằng Sơn. Nói tao thì tao... Vô Sơn đi, tin em, vô Sơn. Vô Sơn đi, vô Sơn. Bây giờ anh đi qua camera. Không, tôi không đi qua camera. Camera đỏ nãy giờ biến được sao? À, đừng khoan. Bởi vì em đang sửa. Sang ở đâu? Engine ở chỗ nào? Lower engine. Ok. Thôi, đứng chờ bấm phách nữa luôn nè. Lower engine đúng rồi, thấy thằng Bỉm nó vừa ở đấy, nó cứu hút tao ra không? Bởi vì em đang còn hai cái nhiệm vụ. Thôi, không có. Mày không được nói mà, không được mà. Không nói nữa. Tôi không tưởng bấm được. Chúng ta sẽ đi xem sự chi trả của con người. Đi. Không làm nhiệm vụ nhanh lên thôi. Đấy. Mất dần niềm tin của cuộc sống. Không biết kẻ ai làm đấy.
Rồi, xong rồi. Bím thông anh chuyên rồi. Chắc chắn là bím rồi. Mẹ, tao đang sửa mà. Không, anh tao đang sửa OT dưới nào. Em muốn lộn, tao đang sửa phòng OT dưới nhá. Tao không biết ai ở đâu nhá. Ủa, sửa phòng OT nào? Phòng OT sửa xong rồi mà. Sửa tao đang bấm nút mà. Hai phòng đúng không? Hai phòng, 7, một phòng sửa xong rồi. Phòng còn lại em. Nút là 77601. Đừng có tạo hồn với tao, thì mày ở ngoài mày biết nó không? Em đi với anh Chuyên. Anh Chuyên đang đứng đó, anh cắt cổ anh Chuyên. Bố mới đang sửa nhá. Không, anh, chắc chắn là anh luôn. Tao đang sửa tố. What the fuck? Chắc chắn là anh luôn. Em thấy mày bắt tận tay dây tận mắt. Chơi ngu đéo chịu bị con mơ. Ui, mẹ. Đi vô cho cái ông này vậy. Thằng sao béo ngu vãi lột thế. Cánh đi. Tao đã đùa. Mày béo lao, nhìn chả tao béo ngu. Thế đéo ngu. Thằng chó sữa nó cười, đi mẹ. Xin các mẹ thằng béo ngu, tại sao mày giết mèo của tao, đi mẹ. Thằng sao béo ngu vãi lột. Địt con mẹ. Địt mẹ, tại sao thằng sữa lại cười. Địt mẹ, thằng sữa nó đéo nghiêm trọng, làm em đéo tin được nó. Địt mẹ. Tao đã bảo mày vô tập nhịp đi. Mày nhân, ok là lần một nó có thể là nó không nghiêm nghiêm túc, nhưng mà mẹ nó đéo bao giờ nó report liên tục liên thế cả. Địt mẹ. Thì em nghĩ là nó tân thủ, nó sẽ địt mẹ mày, nó hát lớn địt mẹ. Thấy đâu. Xong rồi vấn đề là thằng Sơn nó thể hiện tao làm em không tin được nó địt mà. Vấn đề là như này, thằng Chuyên nó tin thằng Sơn, mà thằng Sơn lại đi giết thằng Chuyên á. Mày có bị ngu không? Nó đi giết cái người tin nó. Thì thế là nó mới cao thủ chứ anh địt mẹ. Mày vừa nói nó là tân thủ nhá, xong bây giờ mày nói là cao thủ. Mày cay lại rồi. Tao hết chuyện ra rồi là bởi vì là tao nhìn thằng Sơn thật. Nhưng con mèo tao không nhìn thấy thật, thằng Bìm nó bênh con mèo. Mày địt mẹ. Thì em... Ơ thằng chết nó đâu mình đâu rồi nhờ. Thì em có biết đâu địt mẹ. Em nghĩ là thằng Sơn địt con mẹ mày giọng nó cợt nhả, anh hiểu không? Cái thằng mặt chó đấy. Nó tố cáo người khác xong nó còn cười nữa chứ, cái địt mẹ của nó. Thì em tin nó thế lùn nó được. Giống như là... Mèo nó đi mẹt lên. Nó có chạy bộ lên béo đâu. Xa đâu. Mình là cay rồi. Thế thì người ta không nhìn thấy là đúng rồi. Mẹ bị giết là đúng. Không phải cái thứ nhất là... Cái thứ là thằng tao bị giết tao không nói được. Thằng Bìm nó không sửa cái bình oxy. Đi tao vào nó mới thả vừa tao sửa. Không, vấn đề sửa đấy không quan trọng. Mà vấn đề là thằng Sơn nó đã phải report đến lần thứ hai rồi. Mà thằng... Mà nó lại còn được có niềm tin với nó nữa. Mà phải bắt thằng Bìm. Ôi, cay quá. Kêu quá. Thôi bỏ đi. Địt con mẹ mày, lần sau mày đéo được cười nhá. Cút con mẹ ăn sơn. Địt con em, mẹ này. Địt mày. Tao gọi. Đứng cạnh nhau đừng bỏ xử. Không gọi. Ôi đi chim chơi đi mẹ. Tao chủ đi mẹ tự đi phản biện cái luật làm gì. Nói nhiều vãi lồn đi mẹ. Ông chơi phải theo luật của mọi người. Mọi người theo luật đéo đi report. Ông cũng đéo được report luôn. Còn đây là mẹ. Chơi cứ đi một mình một ý khó chơi lắm. Tự nghĩ là đúng thì thua. Bố hôm nay có vẻ ít được làm quái nhỉ, phụ nhỉ. Em thích làm chó lắm. Làm chó sướng mà làm chó hồi hộp thích vãi lồn. Ừ, vui mà, đi về làm chó vui mà. Vãi lộn, mày có thịt gà này. Con mẹ à. Vãi cả lộn đã đi mà. Và gà này. Từ từ này. Đồ
nhà từ từ nào. Khoan, em phát hiện nó là ở bên cạnh bên phải phòng admin, nhưng mà cái khu dưới á, cái khu mà đi cái đường bên dưới lên á. Cái mặt bên dưới đi lên á. Ờ. Ờ, nó ra đâu? Thật, thật má. Rồi nha. Em mới xách tết đi nè. Là khu đổ xăng gì? Lucky ở phía trên bên tay trái. Vàng hồi này ở phía bên trái. Thế em ba của mình là người rồi. Chúng nào đừng có lừa. Tức là Thà Béo vẫn đang ở trong phòng director này. Em đang cạnh thằng Vũ. Đấy với anh là bốn người ở khu bên trái. Ở đây ra sao mà thằng bác sĩ với thằng Thánh Nhỏ là ba người còn lại. Không, Sơn là không phải. Sơn chắc chắn không phải. Em đi với Sơn từ đầu đến cuối mà. Ờ đúng rồi, em gặp là Sơn nhưng mà em đi làm từ đầu. Rồi nha, nhớ hai cái thằng này này, hai cái thằng đang bên nhau này, hai cái sói này, cứ đề phòng dù nó được. Em làm nhiệm vụ ở dưới phòng Camu á, phòng dưới cùng. Rồi, rồi. Anh cứ nói tiếp đi. Thì Vũ sao? Mày quá đi phải đi lại. Em á, em ở cùng trong. Thằng Vũ nó chưa nhai đầu em thôi, nhưng nó chưa tìm nhá. Nó đang tìm nút nhai đầu em thôi chứ còn thằng này nó chưa tìm đâu. Nhưng mà nó đang ở cạnh em. Nó đang ở phòng điều khiển. Đang ở cái gì? Tôi vừa làm với thằng Giang Hoàng Phi Vũ với cả thằng Sa Béo ở trên phòng vân tay đâu. Không, ai cũng làm như đấy. Bây giờ ba mạng, tức là phải mạng đấy chắc là giết từ lâu rồi. Không, ba người chết không? Mọi người để ý nhá. Biết là bọn tôi vòng cháu... khu bên dưới thì phải luôn là bên nhưng trái mà, nó lắm rồi. Nhưng mà từ từ để cháu nói, vậy là sao ông Vũ vừa là Luki à? Vũ Vũ đang ở chú chỗ bên tay thôi. Cháu là ở bên, bên tay luôn. Trái rồi. Trái. Mà bên trái mà em còn đi qua cả mèo cơ, xong em mới gặp thằng Sơn. Ờ, bây giờ đi qua ớ này. Biết, tôi lại vòng bên trái á. Bây giờ chỉ có Thánh Nhỏ với cả... cả... Quang ớ thì em không thấy, em không thấy đâu. 10 giây. Là Sơn thì sao? Cháu nghĩ ở La Sơn lại phơi vô đi chú ạ. La Sơn á? Vâng, lại vô em. Ơ kìa. Không, em đi chung với La Sơn mà. Ừ, em đi chung. Cứ đéo hiểu luôn ấy, thề. Cứ bầm đã hẳn tính ra. Đi chung với La Sơn. La Sơn thấy em đi xuống dưới làm cái communication mà. La Sơn đâu có làm gì đâu. Thế ván sau thì cả ông bên mình luôn. Im nha. Không ai nói gì nữa. Ok thôi. Cứ quân thủ theo luật và chơi đi. Có mấy cái hành động giống ông Tomet cũng được. Bạn Tomet chơi game buồn cười luôn. Bạn tự báo đồng đội ở đâu để cho đi bạn sát thủ lên nó băm. Nó phải một lần đâu. Mà nó sẽ làm 1000 lần. Đấy là ách chi bình bình của đời nó đấy. Em đều hiểu là nó cứ địt mẹ lần. Nó đi nhìn thấy anh đấy nó lại ngồi nó hô ấy. À mà không phải là một game đâu nhá. Game gì nó cũng sẽ như thế. Thằng đấy nó bạn anh bảo rồi, ách chi bình bình của đời nó đấy. Đéo hiểu nó bị bệnh lồn, bạn nhiều lúc nói cay vãi lồn. Để làm kẻ phản bội à? Không phải chơi rất nhiều, không phải nó không phản bội. Nó ngu. Mọi người ơi. Không có hỏi. Mọi người bố cặc à? Ơ, con mày có đùi gà này, ôi mọi người ơi. Bái lồn. Cháu vừa hết đồ một cái ai chết luôn. Đùi gà nghe bạn ăn luôn á. Đùi gà nghe bạn ăn luôn. Em với ông Nguyễn là đang nói chung nhau à. Nghe bạn ăn. Hồi nãy em thấy một người đi xuống. Em thấy một người đi xuống từ bàn ăn đó chính là bạn ơi. Thằng Vũ đang ở đâu? Em thấy một người đi xuống từ bàn ăn đó chính là bạn hả? Em với ông Nguyễn đang ở phòng camera. Tao béo thì ngay đối diện từ nãy giờ rồi. Rồi. Hai người kia nha. Em bảo em đi ông Sơn nhất. Em là chân. Bán hay đem vẫn nghiêm Sơn, em chỉ bảo thế thôi. Không, từ từ. Sơn đều không mình đâu. Từ từ. Em ở trong admin để em xem mọi người. Để gọi là ai đấy? Thằng anh Quang, đúng không? Anh Quang đang đâu đấy? Sau đó, đi Quang ớ đi. Phòng admin mà. Sao là bốc ở phòng admin đấy? Hai ông này, chứng minh cho nhau đi. Hai ông này đều ở phòng admin này. Em ở phòng admin đi lên. Em gặp ngay bàn ăn và em thấy Quang ớ từ bàn ăn chạy xuống. Chứ Quang ớ không có đứng sẵn cho nó nhá. Bây giờ Phật Quang ớ xong rồi stick 3 người với nhau rồi cuối cùng anh em đi thằng Sơn, đồng ý không? Sao lại thằng Sơn? Sơn có là người nó vẫn bị ném anh ơi, anh tin em, bịt mại à. Thánh Nhỏ là ai đấy? Rồi, tí riêng Sơn nhá, tí riêng Sơn, ê đi cùng đi, bịm ê. Thế là tao quét là vậy, em chạy em vòng đi, em sợ chết lắm. Bảo đi ra đây, đi vòng đây, anh em đi nhau đi. Thôi đi. Bảo biển nó đi xuống đây, ra thôi, anh em đi ngay đầu rồi nhá. Anh Kha không nói. Bảo rồi, ừ nhờ. À ừ nhờ, em quên mất địt mẹ.
tự nhiên lại còn rủ nhau vãi lồn điên. Rủ ở trong cái tên Discord ấy. Em quên đi. Quên đi. Một quét kìa anh ơi. Ma làm quét nó đi. Ma nào mà. Một quét của ai kìa? Đúng rồi đấy. Tao cũng định muốn ấn vào cái nút đấy rồi đấy. Gì có không mày? Ném vào sơn đâu? Không làm quét nốt đi. Cái game mới lộn. Ma không làm quét được đâu. Chắc chắn là gì đấy. Em xong quét rồi. Thế thôi. Nhưng mà ma không làm quét đâu. Bây giờ chỉ có một cách là anh em ném. Có ném vào sơn không? Ma làm quét nhanh mà. Em nghi là phi vụ. Ma không nào ném đắp sơn ra ngoài. Thế thôi. Mẹ mày đéo được nghi ai cả. Tao quyết định mày phải chết là mày chết. Có vẻ chả lẽ sao béo nó cao đấy á, thì có mẹ béo này. Em béo cao thế đâu, anh tin em. Là người mày ngu nhưng mà đi mẹ thôi rồi, tao tin mày lần này nhá. Anh tin em một lần đi, em béo cao thế đâu, ném chắc sơn ra ngoài, địt mẹ. Ném chắc sơn ra ngoài, gớm, địt mày một lần rồi. Rồi, anh yên tâm, địt mẹ. Nó đều bị bác bỏ hết. Ném nó ra ngoài, địt còn mẹ. Không phải thua luôn, địt mẹ. Đúng, không phải là mình thua luôn, ném nó ra. Thua bố mới giết mày. Không thua là không thua. Ủa, anh thấy không? Em bảo rồi mà, em đầu tiên em nghe thằng Sơn và thằng Lá Sớp bên nhau là em bảo chính là hai thằng đấy rồi. Đéo có được chưa? Nhưng mà đéo lại là em anh ạ. Thế là thằng nào? À thế à? Ui, bịt mẹ có ra bình vườn. Phát lộn. Thế tại sao vườn đấy hai con sói đấy lại tố nhau vậy? Tại vì em đi từ đầu đến cuối với Sơn và đéo đấm. Đáng lẽ phải giết thằng Sơn từ cái đời tám lìn rồi đi mẹ lúc. Đúng rồi, nó giết em trước mặt thằng béo. Không phải nhá, vấn đề này, cái đoạn đấy, cái đoạn thằng Sơn tìm ra cái xác chết, nó bảo là ở bên phải ấy. Thế lộn là các ông tìm được nhau hết ở bên trái rồi. Sao các ông tiếp tiếp bỏ qua sao? Cái sơn đấy đi là tao á. Thế thì còn đúng là thằng dồ cáo được cái gì là băm luôn. Khi mà lại ép vào cái sơn đấy mà có vẻ mọi người không tin là ném chắc sơn ra ngoài. Cái con ớ cũng ở bên trái mà. Rồi sao nói đi, sao nói nhiều đi. Năm người con phương được với nhau đi qua mèo đấy rồi mà mèo sao béo mất chó đấy. Chó này cái ông kia nhảy hòm xong chó định ra chó nhấn cái chuông ông ấy ra ra ông giết cháu luôn. Ông thế nên mọi người ơi. Ông lại giết mày, cháu đấy thì sao béo ta cuối một đề mà nói giết lỗ quá. Cái gì hả anh? Nếu cầu bò được cho anh luôn á, anh giết lỗ vãi. Về cái lâu rồi. Mày biết cái lâu rồi. Im nhá. Nói linh tinh chuyện phiếm thì được chứ đừng mẹ liên quan đến game. Ví dụ như bảo sao béo thích kỳ thị Sơn BD không cũng được. Cho em hát nha. Đất nước có nhiều vấn đề, còn đáng lo hơn mùa mưa. Ôi double kill. Đang gần biển, đang gần là đầu anh ơi. Admin chắc chắn là mèo này có khi vừa sửa xong thì lại bị giết luôn này. Ông không sửa rồi, tôi với thằng Phi Vũ sửa. Tôi với Phi Vũ sửa xong là đi ra khỏi đấy. Không admin nó ở chỗ nào? Em với thằng Phi Vũ đi sang phòng. Admin đi ra cà phê. Thằng cà phê xuống là đến. Tức là hai người vừa sửa. Em mày với hai người vừa sửa trong phòng đấy. Em với Phi Vũ sửa mà vậy mình vào rồi. Anh đang định đi vào cà phê vòng còn lại. Rồi hai thằng chúng mày có dính với nhau không? Vẫn dính với nhau. Em đang vẫn đang ở đứng ở đấy mà vẫn đang. Em đang làm trưởng nha. Thì sau khi đấy chắc là sau khi bọn em ra thì thấy xác thì có xác ở đấy. Phòng admin ở góc mấy giờ? Nó là góc từ góc cái phòng quẹt thẻ anh, phòng quẹt thẻ. Góc 6 giờ chéo chéo một tí. Em nhìn camera em thấy Quang ớ đi từ dưới lên. Thằng anh vừa đi từ dưới lên mà anh đi đúng rồi. Đấy. Đúng rồi à, thế thì ném luôn. Anh lên. Đi lên gặp luôn. Có một người đi xuống mà, tôi gặp tìm mà. Cửa xong đi xuống hay đi lên? Đi lên được gần hơn mà. Em gặp anh từ cái chỗ mà. Có một người đi ngang về từ bên phải về bên trái là thằng Lát Sút. Về bên đó tại cái lúc mà em phải nào phải đâu thằng đâu chứ đù mẹ. Em có biết camera thằng ở soi chỗ nột nó đang chỉ là phòng mét bay phòng nào. Em cái phòng sửa điện em chả thấy có ai đi ở dưới này cả. Trên đúng không? Trái trên bãi lều. Trái trên đúng không? Thế là khả năng Lát Sút cao đấy. Bam. Bam.
Lưới trời lộng lộng, tuy xưa mà khó lọt, còn lọt thì đi cụ. Lọt thì đi cụ chịu. Là tôi chết luôn, tự sát luôn rồi. Tự sát luôn. Ten 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 ten. Đi ra sửa điện. Bịt con mẹ đã bảo. Mệt vãi lồn, đi ba anh em sinh đôi cả tôm hết à. Bịt mẹ. Mà lúc nào đã mở mini map đó nhỉ? Tab là tôi lấy thuật. Ơ? Sao có lúc tôi đéo đi qua mấy cửa được là sao? Bị khóa. Bây giờ mày thử điểm mở đọc. Đây nha. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Sẽ tìm được người rồi. Ông chính là ông không đi được qua cửa đấy các anh em ạ. Không biết bật camera luôn. Dạ, ok. Mày nói lại đeo cửa, cái phiền chứ đi mẹ. Cái bẫy. Cái bẫy. Đi có mẹ tự khóa cửa lại, tự đéo ra được đúng không? Em khóa, em chết rồi em khóa. Đừng vô đây là lít gì về, bạn phải chết. Đừng vô điều skip đi cho nhé. Đây rồi, đít mẹ. Đây rồi, đó. Đây rồi, đít mẹ. Vừa diễn xong thì ông xin đứng ở cửa. Ôi, ai đấy, lít gì về ai đấy? Em, lá sắc. Ui, chẳng lá sắc buồn. Chắc chắn là lá sắc luôn. Đi mẹ quả này bị anh em bị lộ nhanh quá. Đi có hai vãi lộn, đi một quả report, một quả tự sát để cho xin gì thấy được không? Sát cái gì thì nó thiết bày, tự xử. Đồng em nè. Cứ nói thế để cao công sức đi. Đồng em cho mọi người đi cùng nhau. Dơ dơ. Buồn cười với lộn nữa. Đi cùng nhau sao mọi người vừa. Mình vừa sẽ thông phát xong rồi bước ra phát thấy ông xin. Đéo được cắn ai à? Với đi mà em bấm khóa cửa phòng ấy đéo kịp anh ạ. Mẹ. Ơ bấm cái khóa cửa như nào đây anh em? Anh phải làm ấy, anh mới khóa. Sao một tách. Vừa vào đâu anh bấm. Bú quầy gì mà bú quầy nhất. Sao vậy? Mọi người đi ngược, nhưng thằng anh bác sĩ nó đi ngược lại. Ở đâu? Em đang đi sớm bên phòng 2 mà. Nó đi ngược lại. Tôi có bao giờ nhìn em mà. Đi xuống đâu? Đi con mẹ mày nói đi, cái đi con mẹ thằng BD này, bố mới đuổi con mẹ là tàu bây giờ. Mày đi đâu? Người đang đi sửa cái kia nhưng mà một mình thằng này nó đi ngược lại. Em đi sửa bên phòng O2, em còn giật. Giật cái đít mày à mày. Mày giật cái gì? Giật đi. Anh có thấy thằng Sơn trong đấy. Cái cần giật là nhiệm vụ riêng anh của em. Anh đi ngược nhá. Cần giật. Lúc anh Quang ở có gặp nó trong phòng ấy không? Có. Đấy, tại vì anh đi vào mày đã anh rồi. Được rồi, anh em tạm thời coi đây là một cái thông tin để đề phòng thằng Sơn. Tạm thời là anh còn giết nó thì hơi ác. Anh em skip rồi. Là ai phá lên là nó mới hiện ra như này đúng không? Tức là ai, bạn có nút để bấm coi để gọi anh em à? Tại cần đút. Anh bác sĩ em cũng tập anh biết Sơn được rồi. Em hốt tại điểm. Cày luôn. Nói toàn nhảy ngang vào một. Ký gì? Gì? Đang lẽ là tao mới đạt được người được nói vì tao bấm mà. Mày không nói gì được. À, có cái rít đây đúng không? Là bấm là sẽ triệu tập hội đồng đúng không? Có là cần thông tin rồi bấm thôi. Thì đúng. Mày thế. Nhưng mà mọi người ơi, cả ông anh bác sĩ rất lười làm nhiệm vụ á. Bán chung làm ma xong ông ấy đứng ở ngay nhà, ông ấy không đi làm nhiệm vụ. Cái con mẹ nó muốn làm gì, đấy là việc của nó.
Nhưng mà phải làm mới win được chứ. Không. Chốn sống ích kỷ à? Ích kỷ à? Chửi đi mẹ đi. Chửi hết mẹ à? Không, từ ván trước bận ra ngoài. Đái. À, mày không biết đúng không? Quên mất. Ván trước nó là quỷ mà. Em vừa thấy màu xanh lá cây. Anh mới là xu đây còn người nào nữa ở đây cờ phụ anh em mình nhở? Anh bác sĩ. Em góc dưới cùng bên phải, em ở góc dưới cùng bên đó, phải. Đó, chính thế đấy. Anh đi ra. Đi qua cái phòng community cây đúng không nhỉ? Không, không, community cây là đi qua rồi. Phòng dưới cùng, phòng dưới cùng. Rốt thằng Sơn rồi em. Thằng Sơn cái đất này em. Không. Đi cu mày vừa bên em vừa la làng à, đủ quá. Anh em đẹp quá mẹ ra ngoài em. Mày ở đâu rồi em? Ôi, mày đi làm nhiệm vụ mà. Vũ đủ mà. Thôi được rồi, mày mà chết mà không có chuyện gì xảy ra, tao sẽ nhớ để giết xin được chưa? Em ngày xin vừa đi xuống. Ôi dồi, hái lồn. Anh bác sĩ hát lép từ thôi mày vào lại đi Sơn, không giết này nữa thật đi mẹ. Biết thì đi God rồi. Vấn đề là dữ kiện của nó quá nhiều rồi. Tua thì chịu quá chứ sao. Sao bán làm mày bị giết nhỉ, cay hết nhỉ. Buồn cười rồi. Có ai giống mày không? Anh Lip là ma đi làm nhiệm vụ nhá. Không. Tôi là ma tôi lại kéo cả đoàn chết theo chứ. Cốt truyện là hay như vậy. Hay lắm. Ủa có cái á. Ở ngay chỗ ổ điện có 1, 2, 3 vòng tròn sẽ xoay làm cái gì cả. Cho con thấu, cho con thấu nó cùng chung với cái thanh ngang ấy. Ok. Này, điểm này đã xong. Chưa đã vào lại à? Đây nếu ai kỳ thi 5 kỳ đâu, vì bọn tao lúc nào cũng kỳ thi 5 kỳ rồi cho nên mày không phải. Ôi. Điệt mày cứ đi làm nhiệm vụ xong rồi bị tấm mặt đi. Không, cái vấn đề là bị tôi bị chịu thôi chứ. Đâu đánh qua, đâu đánh qua này. Phát hiện ngay cửa phòng điện nhá, cho anh em đi ra ấy, mèo ạ. Mèo là cháu vẫn chưa ra. Thì mèo đã bảo cho bụi thằng mèo nào. Em gặp anh sao béo trong phòng admin á, em không biết đâu, em và anh sao béo không phải đâu. Là chỉ có một là La Sớt này, hai là em vừa thấy anh xin đi trong phải này. Lại là La Sớt. Có 4 người tất cả đi vào cái phòng đấy. Vua em không vào phòng điện nhá, em không vào phòng điện. Anh xin vòng sang bên trái đấy, anh xin vào con nhiệm vụ, anh xin phòng sang bên trái đấy rồi. Luôn, sao anh vòng lại, anh gặp cả vua vũ bùi mà. Không, em vẫn đã. Tại vì em gặp ngay Giang Hoàng Phi Vũ ở ngay đầu đấy trên luôn. Bỉm lúc nào cũng đi với cả Giang Hoàng Phi Vũ, bỉm. Tại sao anh lại tách nó? Không, anh ở trong phòng security, anh thấy nó chạy bên dưới. Anh thấy nó chạy bên dưới, anh ở trong security, anh thấy mèo đang bắt anh dẽ vào. Thế thì như này nhá. Hai người này xuống lại đá cặp với nhau, nguyên đi hoặc. Em vào phòng camera, thấy đúng rồi. Anh làm xong mình rồi. Bị kẹp xăm, anh đang giải thích là anh bị kẹp xăm có nghĩa là lúc đầu đã là mèo ở trong đấy, là đấy tư kỷ và cái cục đấy rồi thì không nói nhá. Anh mới là la sút đi vào. Xong rồi la sút xong trước ra trước, anh ra sau thì còn gặp cả thằng chuyên nữa. Là anh rẽ lại phòng đổ xăng để anh đi lên luôn. Rồi anh đi đổ xăng không? Em đi vòng lên em thấy anh không đổ xăng mà anh đi vòng qua cái phòng đổ xăng đấy thì nó báo đèn đỏ thì anh chạy thẳng lên luôn và đang chạy thì là báo em, đèn lúc em đi lên phòng security em thấy ra Hoàng Phi Vũ đang canh cho anh bỉm xem. Đúng rồi. Anh lúc đấy xong đấy là anh lúc mà anh nghe tiếng meltdown thì thấy Hoàng Phi Vũ chạy ra ngoài, chạy dưới. Em dưới em đi lên trên em vòng qua đi em vào trong cái phòng đấy. Chắc chắn là Lazarus rồi, không có ai đâu. Tại sao lại là em được? Em gặp anh sao đéo ở phòng admin. Anh đi lên anh gặp không, phải, em không tin anh, em bút anh Quang ở anh Quang ở toàn tự giết, tự report thôi. Anh gặp anh xin không nhớ đâu. Khả năng là 4 người thì không biết ngay quả đấy đâu. Mọi người vớt ai đấy? Vớt đi chọn đi. Vớt Lazarus đi. Phải đổ máu anh. Lại Lazarus, ui. Phải đổ. Tại sao lại là thằng Lazarus nhỉ? Em không hiểu luôn đấy, thề. Em vừa gặp anh sai trong phòng admin trong bê từ em bị vô. Em ơi, mọi cơ bí thì đi tướng thôi em hiểu không? Cơ bí thì đi tướng thôi. Thế thì mọi người biết vô đài. Không, biết tôi sao được, đã xong đâu.
nhầm, bị hiếng ạ. Thì con mẹ sao đéo lú vậy luôn. What? Thì con mẹ thề lú quá luôn. Trêu vãi lồn bịt mẹ à. Cái bịt con mẹ thì ẩn trượt đấy tôi. Mẹ biết ngay mà, bịt con mẹ thì đua bịt mẹ. Cái thật dư bịt mà. Cái bịt mẹ bị cái lồn thì cười không ca không khách nhưng mà bị lồn. Tự kỳ ám thị là đi con mẹ. Đùa. Mọi người kém chất bịt mà. Là hai ơi. Thì mẹ tôi bảo kiểu gì cũng thế mà. Bịt cả rào phi vụ đi với nhau kiểu lồn là mẹ giết một người bịt mà. Đầu game em bị dí liên tục nên em đã thấy nghi rồi, nhưng mà em mới xá béo. Anh này đi liên tục, anh kẹp cả đầu em không hề dí mày nhá. Còn cái tình huống là... Tao còn dí mày đâu, đá chết cái con mẹ mày bây giờ. Em để anh giải thích cái tình huống thứ hai vì sao thằng Sơn bị giết này. Là cái tình huống đấy là anh đi vào phòng communication, anh thấy Litchim trong đấy, anh giết Litchim. Rồi. Anh vừa mới đi ra một phát, anh gặp bé La Sút đi hai thằng liền. Mà Sơn lúc anh Sơn lại đi vào. Đi... Anh thấy La Sút một phát thì anh phải quay lại, anh ấn vào cái xác chết luôn. Thì tình cờ lại thấy thằng Sơn đi vào, nên thằng Sơn chỉ là số đen đi vào đúng trường hợp đấy thôi. Thế là bị mớp luôn. Mà sao anh phải luôn thằng La Sút mà làm bè, kèm với mình luôn. Ý là mọi người chơi mọi người nếu có logic mọi người có thấy đúng mà cứ thấy em thấy yếu trong mọi người là em nhầm rồi nhá. Vấn đề là La Sút nó tin anh hiểu không, nó đồng ý với việc là anh nó đang vào đi chơi có chơi không mà nó chơi không thì vào không thì thôi này này em vào đi ông ơi. Vì như thế này giờ nó tin anh nó đi với anh đến lúc gặp mèo. Đúng rồi, lúc gặp mèo anh là anh đi là La Sút để anh mày thôi và mày đen mày đen mày gọi là đúng người nhưng sai thời điểm em ạ. Cứ thấy em bị thấy yếu xong rồi thì mày dí với em chết luôn á. Vãi lộn. Sai người, sai thời điểm. Cờ bí thí tướng ấy phải không? Em mày thích là con má. Làm thân châu ngựa. Con má nó đi nhưng nó là một bước nhảy dài, có khi là nhảy ra ngoài không gian luôn. Ôi. Thánh Ngọ nhảy fan headshot thằng ta béo. Thánh Ngọ trên đời hành luôn. Không, cái này thì chắc chắn là em tin bởi vì là em thấy anh chuyên nhảy một mạch mà bấm luôn chứ không có phải là anh chuyên định em đâm em. Anh chết. Ok. Quái vãi luôn. Cô là ai đây game? Đây còn ai đây nữa đi mẹ. Đi về nghe. Em đang bị ở block ở cái cửa, em chả biết cái gì cả. Thế đi vô đi anh ơi. Đâu rồi đi phải bảo. Thế đi à. Vô đây. Đánh nhỏ. Sao lại vốt nó. Chết rồi chú ơi. Bắt đầu người. Bé sao vốt ở phù vàng luôn. Buồn cười vãi lồn về. Nhảy ven nó vãi lồn. Sao bé đi làm nhiệm vụ đây. Sao bé đi làm nhiệm vụ đây. Ông bị phát hiện ra chui vào cái lỗ à. Đi. Cẩn thận bọn bé mọi người. Ôi cái đi mẹ. Ôi lộn gì đấy. Em vừa làm. Ôi. Ơ à này. Mẹ đéo ai làm cái nhiệm vụ đấy vậy. Thank you.
Ôi Phú Bùi Bùi chết rồi, bịt mẹ. Em nghi là một là Phi Vũ, hai là Biển. Lập luận là vậy nào. Em vừa mới đi ngang qua cái phòng mà bên phải phòng cà phê á, thì em thấy Phi Vũ mẹ mày đứng rất lâu luôn. Làm tiếp. Rồi cái thứ hai là hồi nãy cái lúc mà phải sửa oxy á, em vừa mới lỡ mồm nói em vừa làm rồi, Biển vừa Biển với Phi Vũ cùng đi với nhau đi lên trên. Nhưng mà kêu may quá, nhưng mà tại sao đi từ tại sao đi từ dưới lên mà dưới chưa sửa mà tại sao hai người đi từ dưới mà không sửa dưới? Vãi lộn. Ơ một người có thể nhiều người có thể làm chung một nhiệm vụ đúng không? Phải đi vòng sang bên kia thì đúng rồi. Phòng S là lên trên ngắn nhất thôi bố. Ai là người ấn trước thì là được trước thôi chứ là xong luôn thôi. Hoặc là anh canh người nào làm ở phía trên anh lên anh làm Phi Vũ anh em cũng có thể tao bọn tao với Hồng Phi Vũ đi từ bên dưới lên bên trên cái phòng đấy để làm xong sau đấy thấy mày làm rồi thì hai anh em vòng xuống cái phòng còn lại rồi. Nhưng mà có nhiệm vụ chụp nhau không? Không. Thế thì nó cái gì nhiệm vụ giống nhau mà. Điểm là em chỉ mới có nghi vấn một lần thôi, còn Phi Vũ là em nghi vấn hai lần. Đúng, em cũng nghi vấn Phi Vũ. Cho nên là để em vote Phi Vũ. Em không vote Phi Vũ. Em không có dữ liệu gì cả. Em ở trong phòng điện, em chả gặp ai rồi. Lúc đấy anh Tin đang đứng ở phòng ăn nhìn thấy Phi Vũ đi vào xong rồi đi ra em đứng để xem có đơm không. Còn Lasset là đứng ở giữa bàn đúng không? Đứng ở giữa bàn luôn. Bây giờ giết được một con sói rồi thì tớ cứ nghe ra rồi. Tớ chơi cũng đạt sự chiêu được không bạn? Sợ gì? Quá? Chơi của con trai hát đéo gì đi đạt sói chiêu điện ý. Hả? Đã chắc đâu, đúng đâu mà ông đồng ý. Bây giờ đông nhưng mà chịu. À, lỡ mồm. Ở đây lộn, làm gì có thích giết thì cũng được. Thế thôi, đang đông người, chả vấn đề gì cả. Thế bây giờ tất cả đông người chả vấn đề gì cả, biết đấy. Đông người nhưng đã chắc đâu. Đang từ ngay giờ toàn bằng nghi vấn mà đã chốt được đâu. Mà đi phải khổ cái ông Phi Phú với lộn đéo có mic xong rồi toàn bị đéo thì phạt. Nó có mic mà. Nói làm cặc gì đủ mà em mày phải nhớ cái lúc đi cái con mẹ là mày chửi chứ bị mẹ đéo phải em đủ mà hết nhiệm vụ rồi thì làm con gì? Gái mẹ anh con gái mẹ em các thứ mẹ phải như thế chứ. Thôi nói đến đồ ta nói với nói thì được gì đâu bị mẹ. Ê, cái xem camera ở phòng nào đấy security. Ê, các anh em đi làm cos. Ôi nhau đừng đấy sợ bị giết lắm. Như mày giết một người nào đấy ở ván trước đúng không? À cái admin này em ấn vào cái admin thì như cũng xem được camera biết ai ở phòng nào này. Không thôi, đấy chỉ xem số người thôi. À hiểu. Thôi, hai lên trên kia sửa đi nhá. Đuổi nhau cái chat không đừng có chửi nhau không đấy. Người ta bình thường người ta đang chơi vui nhau công và công cứ kỳ thị kỳ thiệp đã lộn. Bịt mẹ bọn tôi ở đây chửi sơ bịt mẹ hàng năm kỳ suốt chả sao hết. Chứ nhưng mà quý người ta mới chửi nhau thế các bạn. Chứ có đéo quý người ta đéo chửi ai nhau thế đâu. Ai còn nhiệm vụ thì làm đi ạ. Sắp rồi. Ê sắp vô địch anh em ơi cố lên. Hé. Cái gì đấy? Ai đấy? Ở phòng cà phê. Ở phòng cà phê đúng không? Phòng security. Chào phòng cà phê. Phòng security. Phòng security chết. Phòng security tức là lúc anh ra khỏi đấy phát là có người thịt thằng đấy luôn. Em thấy đấy. Không, từ có từ. Có thể nó chui ve. Em ngồi admin mà. Em ngồi admin. Em thấy ba người đang ở phòng cà phê. Có em có một mình ở dưới ở phòng cà phê. Phòng dưới cùng bên trái. Tại vì anh lúc mà anh còn xuống anh nhìn thấy hai chúng mày đứng ở đấy là lúc đấy đang nhìn thấy chưa? Anh nhìn thấy lúc nào? Không, vừa sửa xong các thứ là em vẫn đang bấm này. Em thấy ba người đang đi cùng nhau ở phòng cà phê rồi. Còn bên trái phòng cuối cùng phòng lao ở cái gì ấy, là có một người vừa đi phòng security xuống đấy. Ta chết ở trước phòng security. Thế thì là bay mẹ ra mét kít ra mét rồi. Bay ra mét à? Thì mình ra được cà phê nhanh thế chứ. Tức là cái ven đấy thông qua mét. Mà để sao lại cái chat chỉ có nhiều cái luôn. Có nghĩa là em ở phòng security người ta đi xuống dưới. Có đông đảo thì đâu cũng tương đối thôi mà. Em nghĩ một là bịp hay là em chỉ nghĩ bịp hoặc là xin thôi. Tại vì cái lúc mà anh với bà bịp đi từ cái đường bên
từ cà phê rẽ trái để sang sang bên để đi thẳng để sang được phòng vân tay ấy, thì đang đi thì bị đóng cửa, thế là anh đành phải đứng em lại. Em thấy đi từ phòng security đi đúng xuống. À, thì đấy là em vào trong đường đúng không? Là trước khi báo động đúng không? Đúng. Báo là trước khi báo động thì em vào trong đường em ở, xong một lúc sau anh còn vào. Anh đang tả lại tình huống thôi, là lúc đấy anh đi trong thì anh nhìn thấy thằng Bình ở trong phòng camera, nhưng mà xong lúc sau em còn vào thì lúc mà nghe thấy tiếng, lúc mà nghe báo động bắt em ra khỏi phòng camera em đi luôn. À không, tại còn anh thì anh đã đi về từ trước rồi, tại vì anh không dám là đi về từ trước rồi. Thì anh đi về từ trước rồi. Quay lại giết xong rồi bạn cũng được đúng không? Có mỗi Bỉm ở trong phòng đấy thôi. Bạn rút nhanh lên này. Quay lại chú. Anh nghi Bỉm thôi. Anh nghi thôi. Em chưa chắc chắn truyền căn vãi lời. Không phải đâu các bạn. Chú kiểu bọn mình Bỉm ấy là bạn. Bạn nhìn tôi stream theo tôi các bạn về rất sớm. Bạn nhìn tôi chơi điện tử cả hội ngày theo các bạn là mày với cả các tôi bao năm rồi. Em cả anh đi. Đúng bạn và tôi chơi theo kiểu đây này. Còn mèo thì chịu nhá. Nó mèo đi cùng em. Chơi tốt, chơi tốt. Không, thế là các bạn hình dung là nói là anh không gặp em thôi. Còn anh không dã man lắm chứ có phải là kiểu các bạn hình dung là chơi theo cái kiểu địt mẹ chửi nhau cái thôi. Rộn rồi là như thế nào không? Ai là sò đấy, nè mai đấy, nè mai đấy. À, vãi lồn ạ. Không lấy được thật thi rồi, đi mất của em anh ơi. Ai quá. Có quá đi mất. Thì còn các bạn hình dung nó chửi vào đây nó chả được có cái gì tiêu cực cả. Trang liệt sĩ. Các bạn hình dung là như thế nào, vào đây nó không có một cái gì tiêu cực hết. Các bạn vào đây bạn nghe là bị mẹ. Đôi khi ở đây bạn nghe tôi chửi thằng Sơn, các thứ nghe là tôi chửi Giao Phi Vũ. Thì mẹ thằng chó, Nam Kỳ các thứ. Hay thật ra là các bạn sẽ thấy kể cả là thằng Sơn hay là thằng Phi Vũ nó chửi tôi hay là ông Chuyên này, kể cả là ông Xin đụ má bất kỳ chó là câu chuyện bình thường. Thế là bọn tôi kiểu bị mẹ trêu trêu nhau thường đấy, là như thế thì xảy ra cái gì nhau là kéo biết chống nhà rồi, khó quá đuối lý rồi. Quả đấy mọi người kiểu làm nhiệm vụ xong nhanh. Bịp mẹ ông Bịp nó ra nó làm phát vận cổ em đi mẹ. Mẹ mới Bỉm hai lần giết em mà hơn lần này. Quá bán đấy là quá lắm đấy, mẹ đéo hơn nữa. Cái pha anh với thằng Bỉm đang đi cùng nhau mà tự nhiên đóng cửa chuẩn để cho một thằng ở lại một thằng đi, anh đã nghi rồi đi mẹ. Thôi gì cái bọn đấy là ai tao? Đó, đóng cửa hơi quá. Tao nghi là mày được giúp hiểu không? Em đi cái ông thấy nhỏ trên đời nhảy hố cái gì thấy. Thế là tao mới không bao giờ tao còn quay lại phòng ấy nữa, mặc dù tao còn quét đấy chứ. Thôi game bọn đấy là Bỉm với ai? Game bọn đấy là Bỉm với ai? Quang. Đấy là Quang ở đâu? Từ từ em thấy đùi gà, em thấy đùi gà rồi. Thấy đùi gà đâu? Ở phòng admin. Admin vừa đi vào cổng thằng admin, ai đang đứng ở đấy màu admin, ai đang đứng ở đấy màu xanh lá cây. Là người chết thì à? Hay là người chết mà? Không giống cái đùi gà, ông anh bác sĩ đang đứng ở đấy. Thì em thấy đùi gà mà em mới nói đó. Em đi từ cà phê vào thì cái lúc mà em thấy đùi gà là có. Hoặc có thể chính là em là người đi. Giết và bị đó, con mẹ thằng Sơn. Mày chuyên môn thế, thằng Sơn chuyên môn thế đó. Không, từ từ. Bởi vì trước đó em đi làm nhiệm vụ ở bên tay phải. Vừa nãy em đứng cạnh là em từ từ để em nhờ em đứng cạnh ai nhỉ? Vừa nãy là em đứng cạnh là có anh Sa. Từ nhà quán đường của em là em đi vòng phòng. Hình như là vừa nãy em đứng cạnh thằng La Sớt hàng Giao Phi Vũ, em không nhớ lắm, ở cái chỗ sửa oxy. Sao em nhìn anh Navi vừa bắn máy bay xong. Đúng rồi, em nhìn anh chị, anh vừa bắn máy bay xong anh đi xuống. Vừa em đứng cách ai nhỉ? Cho em nói em. À mày á, thằng Vũ đúng không? Đúng rồi. Đây em đi vào phòng weapon xong rồi em đi ra vòng Navigator ấy, xong em thấy hai người đứng đấy có anh Xin với ai em đéo nhớ. Em đi vòng một vòng lên trên. Ai là người vào phòng admin lúc đầu? Anh chưa vào bao giờ. Loan có quên con mẹ hết ở trong camera rồi. Chưa đi vào. Chưa vào. Thì con mẹ chuyên xem camera mà ngáo thế rồi. Không phải đi bạn không trời nhiều mà đéo nhớ được cái lồn đi. Nói chung thì em dừng lại đã. Ít nhất này bây giờ nhá, nếu như theo như cái thông tin vừa rồi nhá, là ít nhất là anh này, thằng La Sút này, là Teddy này là đi cùng một hướng đấy về là tham nhau đấy. Còn bây giờ thằng chuyên ở bên kia có với ai không? Quang ở với mình. Camera camera mọi người nhìn có thấy đỏ không? Bởi vì em đang xem camera. Camera đi nguyện ba ông còn lại có ông nào đang kèm với ai không? Em vừa vào phòng mission. Mày một mình gặp một này Quang ở tiếp. Đúng cửa thì thấy thằng màu xanh, một ông màu xanh lá cây đang đứng cửa thôi. Em một mình. Em đứng cạnh Vũ ở chỗ sửa oxy. Sửa oxy á. Được anh ơi, bây giờ có mấy con người. Cái chỗ nào có cái bình oxy bị cầm mẹ. Mày hay sửa điện, sửa oxy cái lô điểm bên phải ý. Anh skip round này nha, anh Kim Sơn. Em skip. Anh Kim Sơn nghi thôi. Mẹ ai cũng bằng chứng ngoại phạm này ạ. Không, làm gì có đủ bằng chứng ngoại phạm em. Nãy giờ có mấy con người bị đi tách nhau quá. Giết thôi, sao mà giết bừa được.
Mọi người để ý camera đỏ này đang xem ấy nhá. Em còn nhìn đi ấy mà, nhiều khi không để đâu. Fuck, tôi còn đến sau ở cái phòng này, ông nhìn tôi. Anh biết được mà, mình lỡ anh núp ở chỗ nào đó, anh đang cướp ra lành sao. Thôi. Fuck. Em đi chơi tiếp đi. Ôi, camera thì phải lần đầu được nhìn thích thế gì? Tự lộ nha, ngu vãi lồn. Nói thì phải chơi ngáo vãi lồn. Tôi bảo là không kiềm chế được thì mẹ, xa béo đi. Em nghĩ là xa béo đứng, nghĩa là em đi vào máy bay, em gặp xa béo đứng sẵn trong đó. Nhưng mà xa béo vừa thấy em xa béo là giật ngược lại phát, thế là em bố mẹ đánh chết thì con mẹ mày. Bây giờ cái phát hiện của mày nó có phú người không? Bố mẹ đang làm quét ở trong cái lồng cái đít mẹ mày. Bố mẹ không được sợ mày à? Cái đít mẹ mày, mày là người à? Sao sao bố mẹ lại phải lại gần mày? Để em nói tiếp. Và sau đó em thấy xa béo đứng ở chỗ máy scan, em chờ xa béo scan nhưng chờ hoài đéo thấy luôn. À thế được rồi, đúng rồi thôi. Em chờ hoài đéo thấy luôn. Em đang bật mép ở kia đít mẹ. Lâu không? Lâu lắm, 5-10 giây lần. Nếu như xa béo vào đó mà không scan thì vấn đề là nó sợ mày là cái đít mẹ. Bây giờ mày vào mày đớp bố mày, mày bắt mày chờ bố mày, mày đớp bố mày á? Em thấy đứng tự nhiên mày ra bố mày được đấy làm gì thì kệ bố mày. Bố mày vốt mày. Anh là cứ đi gì cái lồn. Chả cứ đi làm sao? Nhiệm vụ sao béo đấy, nhiệm vụ sao béo? Em không nhớ thì em chỉ biết là nó có ở đấy. Bây giờ bảo em đọc thế lồn đâu được. Thì nó hiện ở cái máy nào? Em chưa làm nhiệm vụ, em đứng ở đấy mà. Không, đi lâu thế. Tao kiếm nhìn cho mẹ em đứng lâu kệ em chứ. Đứng lâu kệ. Không được, đi mẹ em đéo ơi. Thế thì bây giờ nhá, tôi đi bịt mẹ, tôi cứ thấy ai đứng nhìn một chỗ xong tôi dí, tôi ấn nút report nhá. Ừ, thì 21 là cũng đi rồi. Bây giờ sao béo, mày có nhiệm vụ cái scan đúng không? Em sẽ ra đấy, em lại ra. Bây giờ ra đấy, mọi người ra đấy xem nó có scan. Ok rồi, mọi người ra đấy coi sao béo scan. Đấy, scan là cái gì? Scan cũng đi. Scan là phòng máy bay. Cái nhiệm vụ scan là không fake được mà. Đây. Lý chim đi luôn, em cũng nghi anh, lý chim đi luôn đi. Đây là phòng nào? Đây, dưới đây. Đây. Rồi, sao béo vào scan đi. Bật máy bên này. Không nói nữa mà mọi người, không nói. Em. Không người đại em quần nó mới đi cái pin con mẹ luôn. Cái pin con mẹ ở sơ lẹ mày thích chơi nhiều rồi không? Cái pin cũ mày bố mày còn chưa biết cái máy sơ can là nó phải sơ can sau mày biết rồi. Pin con mẹ mày bố mày chửi mày đấy sơn ạ. Bịt cụ mày đấy, thích ra xì bố mày không? Thằng chó, bịt con mẹ mày. Thằng nắp thì chó, bịt cụ mày. Bố mày là xoắn sao bố mày cắn trên con mẹ mày cơ đã. Bố mày còn chưa biết cái máy đấy là phải sờ can. Sao mày đã biết rồi, cái bịt mẹ. Cái vẫn lộn. Thằng mặt chó, bịt cụ mày. Bố mày còn chưa cú đau xong cắn người nữa. Biếu thí được, bịt mẹ. Cái vẫn lộn. Bây giờ em ghi Teddy nữa. Nói chung Teddy là em vẫn ghi ngay từ đầu luôn. Bây giờ em vẫn đang ghi Teddy. Cái mà lỗi mà là tôi còn đều biết ở đây là phải ấn để nó có hiện lên bị của mẹ của mình dạng quá đi cái ai luôn đi chờ lên quá là đi đi mà phan xử lý của anh chị gây sốc vãi luôn. Bố mày đéo giải thích được hả? Bố mày trốn. Buồn cười mày cặc đi con mẹ. Ôi mẹ mệt quá.
Ôi con mẹ. Đéo lại tin được. Ủa riêng cái máy scan nó vào là máy bước vào mày phải sáng. Địt mẹ em đéo biết thế mà thằng Sơn nó biết rồi. Cái địt cụ của nhà nó chứ. Em cho camera thấy tất cả những người nhá. Tiết không ai hiểu. Bốn người ở phòng mà what the fuck. Ông tôi vừa coi camera rồi thấy rồi ông ạ. Ông qua ông liều phát đầu. Đặc biệt. Tôi đi từ phòng cafeteria xuống mà. Chỗ này là nhìn thấy camera nhá, đi có phải ông. Ông đi cái hành lang có camera ai bố. Tao con hơn, tao đang bếp hàng ở ngã tư cho ông chuyên mà nên là. Em đùa. Em chung phòng với lại sếp với lại. Im con mẹ mày mồm đi sơn lại đi con mẹ mày. Thằng chuyên chắc không? Cái đít kia có mẹ cái thằng mặt lồn sơn. Cái đít có mẹ thằng chứ quả này nó quyết đoán phải lồn đó rồi đừng có sống sôi mình. Mày bị giật mình đúng không? Không phải. Em thì em cũng đéo giật mình là tại vì em cũng đéo biết là cái máy scan ấn vào là nó sẽ phải có effect, anh hiểu không? Thì đít có mẹ em cũng phải em giả vờ vào em đứng đúng là như kiểu em đang bị ấn thật nhưng hóa ra là nó phải có cái hiện màn hình. Cái đít mẹ nó chứ. Cái vãi lở. Em bảo là cái máy đéo biết là cái béo ơi chỉ có màn hình bên cạnh ấy là mày bấm vào thì nó phải chờ một ok nha. Đít mẹ nó đéo ra cái máy nữa lừa đảo vãi lở đít mẹ. Mình em còn đéo biết là để có cái chỗ nào có camera chỗ nào không có. Vâng, chui mẹ xuống. Cái màn hình mấy cái đường nhìn với camera nó là có cần chứ. Chị ơi. Cháu còn chưa kịp thở nữa. Chú đã giết cháu rồi. Thầy chú cắn trận quả là chuyên nghiệp không? Không ai biết một cái gì cả. Trời ơi. Chui đỏ men. Đi ra tết. Ủa. Sao mà lại chưa vào phim Vũ ơi. Mọi người nhìn em giết quả đầu tiên mọi người không tin được là tại sao em giết luôn. Thế nó sát thủ thật sự ý. Đầu tiên là em ra nhá, em ngửi nách thằng Giang Phi Vũ để cho nó biết là em ngửi nách nó xong em mới chạy đi giết người. Thế là tự nhiên là Giang Phi Vũ bênh em luôn đi. Mọi người thương cống cả. Một ca vãi lộn. Lúc mọi người buồn cười quá vì đã chạy thủ. Kém quá, không phải đâu. Vũ ơi vào này, cốt cú ấy Vũ ơi. Địt mẹ cái cảm giác đấy, cái cảm giác vừa nãy nó giống hết cái cảm giác ví dụ như kiểu địt mẹ hồi xưa đi học cấp 3 nhá. Xong địt mẹ kiểu giáo viên bắt được bao thuốc xong hỏi của ai ấy, giống hết vãi lộn thề. Địt mẹ hồi hộp vãi lộn bảo địt mẹ quả nó dối thế lộn bây giờ nhỉ. Tụi đéo biết làm nào cốn chuồng cầm địt mẹ. Ở đâu để đem vào chạy em tí. Vào lại đi, nó sẽ phải lỗi mấy lần đấy. Đúng rồi. Em vừa bước vào cái phòng em thấy sao béo đứng chờ. Em thấy sao béo giật này cho em bỏ đi em làm gì qua con thủ phòng nữa. Bố mẹ giật thì không được, chẳng qua bố mẹ không biết cái sự kiện đi con mẹ đấy thôi. Mày đợi nó được xem lại. Quyết định vào phòng của Pimo đi, mất chủ phòng, mất chủ phòng mới. Đấy, có người chơi bảo làm tắt cái visual tag này đi cho nó đỡ lộ kìa. Là sao? Là sao? Thoát ẩn rút thảo. Đấy, mấy cái nhiệm vụ cái thành cái điện thành tab đấy. Tắt như nào? Tạo cái mới cái chạy em tí em tạo cái mới. Tắt như nào? vào trong game thì tắt được. Tắt. Cho nó cho mày dễ fake nhá, không lại bảo là không biết. Ờ đúng rồi, này dễ fake. Và đấy nhai đầu của tôi bị phun dao mà các bạn. Thế bây giờ em bảo anh quản đấy để em phải làm gì? Đi có mẹ nhai đầu của em thì cứ đau 30 giây. Tao là sát thủ á, thì tao sẽ đít mẹ, tao sẽ ôm thằng theo bởi vì... Nhưng em nhai rồi, đít mẹ. Không, lúc nãy vừa ấn nút tao không phải cung cách. Mày sabotage chưa? Mày phải sabotage đấy. Bởi mày sabotage thì nó sabotage. Mọi người chạy chứ đéo rồi được còn em chưa rõ lắm mấy cái chức năng của hết của sabotage. Em mới chỉ biết là có các điện, các oxy với cả khóa cửa thôi. Từ là hết rồi, thế thôi. Sabotage không bật được emergency đâu. Sabotage không ấn được. Sabotage bắt bom đổi thấy xác thì mới bật được. Mà vấn đề là emergency nó cung đao sau mà em. Việc gì phải sabotage. Ừ đúng rồi, cắn một thằng hoa, đúng rồi, cắn một thằng. Đợi cung đao xong rồi bắt luôn. Mà mày băm thằng mày ghét cũng là nếu mà lúc ấy mày ghét thằng Sơn ấy là mày sẽ đợi mày băm. Kiểu ta béo với ai kìa. Thằng nào cũng chết rồi thì phải làm thêm mạng như để cho đồng đội nó đỡ nặng gánh như thế lít chim trong lưng. Em còn chạy vào giết được ông Phi Hoàng Phi Hoàng Gia Vũ đi. Phi Hoàng Gia Vũ. Còn thiếu Phi Hoàng Gia Vũ nghe cả nó quý tộc vãi luôn. Rất thông tế. Phi Hoàng Gia Vũ đi mà. Tắt cái video tắt chưa? Tắt chưa? Video tắt là cái gì anh? Rồi, tắt rồi. Nên tắt rồi để còn fake chứ. Fake luôn à. Tắt chưa. Faker đi mà. Tắt cái này là tắt cái gì hả anh? Chỉ em với. Mấy cái quét mà nó bắt buộc phải có hiệu ứng ấy. Thì là như nào? Đấy ví dụ như cái máy vừa rồi bây giờ là bọn nó bắt. Thế là bây giờ anh em phải chơi tắt hết à?
Thôi nhưng mà tắt cái đấy đi, mất hay lắm. Không hiểu, đéo hiểu anh em nói cái gì cả. Có không hay, nó phải chuẩn. Bách ở đây nhưng mà vấn đề tư thế nó vẫn phải đúng em. Có nghĩa là nó chỉ không có hiệu ứng thôi. Tức là bây giờ mọi người ấn tắt cái đấy ra được cái gì? Ý là như thế gì? Thì em thấy lúc làm quét làm đéo có cái effect gì đâu mà. Đó. Làm cái nhiệm vụ upload đâu. Nhiệm vụ cái lá khó thế. Cần vẩy vẩy năm vẩy rồi xong mẹ đi đéo. Đi một mình sợ vãi lồn ạ. Ai chết đấy? Lộ ui xanh. Hai người luôn. Đắp bờ kín. Communication. À không phải, cái cửa phòng bên phải là cái cửa phòng lái tàu, quên mất lái tàu. Navigation đúng không? Navigation. Lái tàu nó không phải communication, cái communication ở dưới còn bên phải. Navigation. Cái đầu tàu đúng không? Phòng lái tàu, coi như phòng lái tàu đấy. Lái tàu, phòng lái tàu, phòng lái tàu. Chuyên chuyên ở cửa phòng đấy có camera mà chuyên. Có nhìn thấy thằng bỉm nó lên nó chào giết người. Có mỗi bỉm là thôi bây giờ lúc nó giết ấy là đúng lúc mà con mèo đó ở vào phòng bên em sợ quá mà chạy ra. Ồ cháu cũng sợ thế là cháu phải chờ người vào thì cháu mới vô thì cháu. Là sao cháu lại có ra phim cũ nữa. Bỉm vừa quay lại là thấy có người chết rồi. Quay lại thấy có người chết. Tôi đi từ phòng cà phê xuống đấy. Ở đây này mà có hai người chết cơ mà, La Sắc cũng chết mẹ đâu. Không, La Sắc thì cũng nói về chuyện nhá. Đúng rồi, bị chết chuột. Cứ tưởng là chuyên nhìn, cứ tưởng chuyên nó canh được rồi. Thôi bị bấy chuột xuống. Bìm cũng là người chơi biết không có camera đấy. Vẫn nghi bìm được. Em bị chết không, em bị chết xuống mà lúc đấy thấy đỏ đấy, bấm luôn mà. Thấy đỏ bấm luôn, thấy đỏ nhấp nháy đỏ bấm luôn. Không nghi bìm lắm đi mẹ. Thằng chuyên nó đang bảo nó không đứng được camera còn gì. Không, lúc đấy là thấy đỏ, lúc đấy chắc chắn em thấy đỏ. Không, lúc đấy, vụ đi. Không, lúc thằng bìm nó check thì là có đỏ. Không, đúng rồi. Rồi, tại vì cháu đi theo Vũ. À thế à, thế thì thôi. Lúc em check thì thằng bìm đúng là có đỏ. Bởi vì là em nhìn thấy bìm nó report mà. Em chỉ sợ là nó không report thì em sẽ ra bấm nút. Nhưng mà nó có report. Lần cuối cùng là tôi nhìn thấy Sid đi xuống dưới storage, còn nó không biết đi đâu nữa. Xong rồi tôi gặp tôi chả nhìn đồng thấy đồng ai cả. Từ nãy giờ chỉ nhìn thấy có lúc đấy bìm. Chắc khoảng độ 10 giây, 15 giây thôi. Anh Quang đi với ai? 15 giây. Hai cả, mẹ Teddy này, gặp anh Sid này, gặp cả mèo luôn. Có gặp... đi chung một tàu. Đúng rồi, anh em mình là em hôm qua ở đây để với cả em đi lên 6 giờ. Lâu rồi, engine với cả cái electrical ấy. Vậy mọi người. Ai vô tàu lại bịt con mẹ Vũ ấy, bố giết chết con mẹ mày được bịt và sao bố giết mày, bịt con mẹ mày. Thằng mặt chó. Ở rồi, 3 năm, ok. Sao vào năm mình kêu? Vẫn nói. Bây giờ phải nhớ. Thì chung đi mọi người. Cháu sẽ theo ra bằng phi vụ cũng nhìn. Nói hello. Quên. Quên đấy, khoái hello nhé, đi phải người ta quên khoái. Thank you.
Ôi đi mẹ cái nhiệm vụ audition sợ vãi lồn, mất thời gian mà sợ vãi lồn. Không nói mà. Nói cái lồn gì đây? No talking bro. Không nói nữa. Không đi ôm lại với tiệm lồn. Thì có mẹ đi team phải thích cốt play bố mày không? Mày có ý định đổ tội cho bố mày đúng không con chó? Đâu. Lúc ấy mày vừa chê tao là đầu có đống cướp trong mày mà làm như thế. Thấy rồi. Em thấy thằng Tuyên đi ra từ phòng camera giết luôn rồi. Cái lồn gì đấy? Thế không cạc trời à? Mày đi cụ công nhá. Hay chung, đấy, nói chung là đấy. Ok là hai người đang đổ nhau. Quần loạn vãi lồn, đéo biết vệ tin ông lồn nào luôn đi mẹ. Sao béo từ từ nhá. Anh ok là pha này có thể hai thằng này nó hòa, nhưng mà anh đã bảo từ pha trước rồi, là cái pha trước là thằng Bỉm report cái quả trước ấy, là cái quả mà thằng Chuyên không check được kịp cam ấy. Cái vụ thằng Bỉm tố giác cái xác trước ấy là anh đang nghi Bỉm chính là người giết ở cái pha ấy rồi, tại vì Bỉm người biết check cam đấy, cho nên là lúc không có cam Bỉm có thể giết được, nên anh nghĩ là bổ thằng Bỉm trước. Ok xong ok rồi. Được xong anh bổ ai xong ấy ghi mừng Chuyên lại. Xong anh thì anh nghĩ tỷ lệ đi mẹ với thằng Bỉm giết người cao hơn là thằng Chuyên. Nhưng mà bây giờ mà không giết là mệt đấy, chết mẹ mất ba người rồi. Thế bây giờ giết ai? Giết Bỉm à? Giết Bỉm trước. Ok. Loki đã đi. Xong rồi bây giờ kẹp Chuyên đi làm quét nhá. Anh em đi làm quét đi. Chuyên thanh đoàn bỏ luôn. Kẹp em đéo hết camera này. Cháu kẹp cho cháu làm xong nhiệm vụ. Làm quét thôi. Con vịt mà hộp bay ra ngoài. À, đau quá. Ờ? Ờ, tôi xong nhiệm vụ rồi, bây giờ đi kẹp thôi. Không nói. Ôi là sao ấy? Ta béo vào phòng camera làm gì đấy? Lúc sau tết vào phòng camera làm gì đấy? Quả đấy em sợ em bị lộ, em chạy bịt mạ. Nhưng mà đấy là lúc em bị lộ rồi. Ôi vì sao người đi toàn 4 người với nhau thế thì đỡ làm sao được? Ừ, mà kiểu cảm giác kiểu bị đông đông em mà bị nghi rồi. Đéo biết phải cắn lúc nào cả, như phiểu vậy. Tao đóng chấm cửa để chặn cho mày rồi, nhưng mà không biết. Em đéo biết mày cái Sabotel này đâu, địt mẹ. Bãi cả lúa. Phòng này tắt visual task rồi nè. Phòng này tắt visual task rồi. Sabotage chặn được mà. Sabotage chặn được mà, đùa khổ. Tại vì em cũng đéo biết ý, đi con mẹ mà lúc đéo là đóng cửa ấy. À đùa vậy luôn. Phải đen quá, bị thằng Chuyên nó ra nhìn thấy. Địt nhau. Chuyên nó sẽ ngồi nó soi tiếp rồi không? Đâu, tôi soi, tôi thấy ông nhất dưới camera luôn mà. À thì biết rồi, lúc mà. Biết rồi à. Nhưng mà tại vì cảm giác giết cứ bị lâu ý, địt mà. Không, vấn đề là em chờ một thằng chạy ra, ngờ thằng chạy ra thằng kia. Không phải, tưởng tắt camera rồi. Ủa, vãi luôn. Ừ.
có một cái gì đó lúc lắc em nhìn thấy cái màu xanh cơ, xanh là cây ấy, xanh là cây đúng, đúng. Em cũng nhìn thấy em nhìn từ không phải mèo, không phải mèo nhá, mèo đi gần em. Cháu đi chung với Teddy và La Sốt rồi. Xanh là cây, có một con xanh là cây đi cùng em. Anh bác sĩ ở dưới phòng storage. Anh là người report, từ từ để anh nói đã. Sa Béo ở đâu đã? Em ở cạnh con mèo, ngay ở phòng đầu tiên luôn. Em ở chỗ đầu tiên. Chỗ đầu tiên report ra. Chú ơi, chú để cháu nói mọi người. Mày định nhảy chú chú. À thế à, ơ nên cháu. Ơ ê từ từ, ờ đúng rồi. Thằng màu xanh là cây đúng không? Từ cho anh quán nó. Màu xanh là cây đúng không anh? Là mèo, không có gì dần đo đâu, chắc chắn là mèo rồi. Ừ, chắc là mèo. Ờ đúng rồi, địt con mẹ, bởi vì người chết là ông Xin đúng không? Em nói nhầm đấy, vốt mèo đi anh ơi, mèo đang định ăn em. Cháu đi sau lưng chú sao? Cháu định ăn chú thế thì còn lâu cháu ạ, thế sao nó nhanh? Chú ơi, cháu đi vốt. Nó cháu em đang định ăn em rồi đấy, nhanh lên. Bắn trước mình chả bao giờ nhớ, chứ ông đi cạnh mình trong này phải nhớ, ông đi cạnh mình xong mình phải nhớ ngay thằng Sơn đấy. Thằng màu xanh đằng sau mình. Ai đi bên phải nữa? Ai đi bên phải của đấy nữa? Không, đi bên phải ngay luôn. Không phải đâu mà tự nhiên vào con mèo nó vốt thằng Sơn đâu, vì thằng bên bên phải á? Cái đường bên phải à? Anh để em đọc cho anh Quang ơi. Định lập lòe á? Không được, sai rồi. Không lập lòe được đâu. Em đen là thằng Sơn đứng ngay sau anh. Thấy thằng Sơn thì cứ thằng nào chơi cứ định. Thôi còn... thôi. Tôi nghĩ là Sabia. Ờ, Sabia làm sói nhiều vãi lồn. Đéo tin được. Không, em nói thật, em mà làm sói ấy thì bây giờ với cái số người còn lại như này thì em cúp thua con mẹ em luôn, nên mọi người lo em làm lồn gì. Mọi người lo những cái thằng sói biết chơi. Bây giờ em có làm sói mà còn một mình em cũng thẳng thế lồn được cái game này. Cho em hỏi tí, mọi người có biết cái nhiệm vụ 3 cái vòng không? Có, xoay đúng không? Cái màu nó trùng với cái bên phải thì ấn vào cái nút như nút cách là được. Ui. Ôi đít mẹ, tôi thấy miếng thịt. Ông chuyên đi rồi. Trong phòng camera chứ là đâu. Cộng 1, Quang ớ là bạn nhá. Anh ơi, anh em bình cảm anh ơi. Em với cả thằng Béo là ở dưới phòng điện. Đúng vậy. Đấy, còn là Giang Hoàng Phi Vũ là ở bên phải. Chỉ còn hai ông kia thôi. Đúng rồi, còn mỗi anh bác sĩ là Teddy rồi. Anh bác thằng Sơn rồi. Nói gì đi, đụ mạ mẹ. Hả? Hoàng nói nói dối. Ủa Hoàng mày nói là ông Hoàng nói dối á? Hả? Giết nó. Thế là mọi người nói xong thì nói chứ ồn á. Rồi tao nói xong rồi mày nói đi. Hồi nãy em với La Sớt ở trong phòng weapons, em thấy Quang ớ chạy. Giết thằng Sơn. Mọi người ơi. Giết thằng Sơn. Mọi người nghe lời tôi, giết thằng Sơn. Nó nói thế là hết rồi, giết thằng Sơn. Nó đi cả bạn á, thằng Sơn á. Nó đi tụm tôi từ đầu đến giờ, nó còn đéo. Thế thì giết thằng Sơn, nó cả giết chim. Bởi vì à, thế à? Chạy từ phòng qua, cái lúc mà Quang ớ từ phòng nhà thờ vào phòng qua bên sẽ là cửa bị đóng. Thế là Quang ớ mới chạy thẳng xuống dưới luôn. Mà từ đó thì làm sao qua phòng điện. Nhưng mà anh đang đứng với cả Quang ớ mà, Quang ớ. Anh đang đứng với Quang ớ ở đâu? Anh đang đứng với Quang ớ phòng điện, mày tin anh là người. Mimosa đang ở đâu? Mimosa đang ở đâu? Tôi đang ở phòng điện, địt mẹ tôi đứng cạnh Quang ớ luôn, phải luôn. Mẹ, thế thì Quang ớ đang định ăn tôi à? Không, mọi người em đi đâu đấy? Tại vì tôi đang đứng ở trong cái phòng, từ cái phòng security đi ra cái phòng electrical, là cái phòng điện mà tôi không gặp ai đi từ cái hướng đấy ra. Nhưng cả. Bạn có đi kèm xăm với thằng Sơn không? Tôi không, lúc này thì tôi không. Thế giết thằng Sơn đã rồi tính, bạn đi tôi đi.
cứ giết thằng Sơn đã rồi tí mới giết anh Quang, bạn hiểu không? Em tên là anh Quang ớ, em tên là rồi mày hy sinh vì cái thuyền này đi. Em tên là Quang ớ. Rồi cứ giết thằng Sơn trước xong tí anh em giết Quang, không sao đâu bạn, anh em mình còn cùng tin này. Sao em không giết anh đúng không? Cái lúc mày đã gặp được tao lộn rồi, mày giết tao, tao giết mày. Khó thế. Rồi mày nói đi, vote đi. Tao đi vote ai? Tôi đang vô tạp Quang ớ. Vâng Sơn, vâng Sơn ơi mẹ. Địt mà. Em chắc chắn là Quang, bởi vì Quang ớ nó vô. Tôi sao Xuân Hòa rồi, địt là cú lừa rồi. Địt con mẹ, lỡ mặt rồi. Cú gặp đấy, địt con mẹ lừa đảo. Là tôi đứng ở cái phòng lâu anh xin ý, đéo thấy ai đi từ cái phòng sinh công ty xuống cả. Tức là thằng giết xong nó phải chạy hướng khác, hiểu không? Không, thôi được rồi, thôi. Không, cái lồng má hả, đủ. Đi theo ám kẻ thù ác. Ôi, đi mẹ. Cay thật. Con chó Bùi Sơn đi con mẹ à mày. Rồi em biết chắc là Quang ngớ luôn. Hồi nãy có phải Teddy vừa mới đi từ phòng electrical sang phòng storage đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Rồi anh đi lên này... phòng admin. Đúng. Xong anh hồi đi lên phòng cà phê và gặp Mimosa đang đứng sẵn không em đấy. Em chỉ cần từ cái khúc anh từ phòng electrical. Mày đuổi tao làm cái lôn gì à? Sơn địt con mẹ mày. Không không không. Sao mày đuổi tao? Không phải anh. Không phải tao đúng không? Rồi không phải mày. Thế là ai? Đúng. Em nghi Quang ngớ bởi vì như thế này. Sao béo á? Anh em đi theo thì lên anh cứ đi theo thôi. Thì cái em bị mẹ nó tiêm em quá, em không nghĩ được địt mẹ. Thì em nói cái lúc mà nó báo là communicate sabotage á, em đi xuống, em định đi xuống em sửa. Wow. Em quay ngó đứng sẵn chứ đéo bà mày đi ăn bố mày à, đi con mẹ sửa. Mày nhưng mà Sa Béo đi sau lưng em, cái lúc mà Sa Béo đi cùng em á, mày đi sau lưng tao mày ăn tao ấy. Sa Béo vừa đi qua một cái là quay ngó định ra đâm em, thế là em giật ruột lại. Cái thứ nhất nha, nếu mà anh không sửa ấy, không bao giờ xong được cái nhiệm vụ đấy. Em không vào em sửa, em đứng ở ngoài em đợi anh em phải té. Bây giờ nha, bây giờ mọi người bỏ qua hai cái nguồn thông tin này đi. Mọi người bỏ qua hai con người trong cuộc này đi. Mà còn lại Giao Hoàng Phi Vũ với cả Linh Chim rồi, cả tôi đúng không? Đi cùng bên mọi người từ bên cái kia. Rồi, yên tâm, ba anh em mình là người chắc chắn thôi. Chỉ còn hai người này thôi, bây giờ mọi người có tin tôi không? Chắc chắn là còn... Có tin không? Sai không? Vô thằng Sơn. Khoan. Tại sao nếu như em là sói, tại sao em không giết ai mà em lại đi bấm làm cái gì? Em không đủ đây, em hiểu không? Em là người bấm mà. Không đủ đây đâu. Mọi người có tin đâu? Bây giờ anh em giết Sơn địt mà. Không, mọi người chơi mọi người phải logic chứ không phải là kiểu như mối quan hệ ngoài đời xong rồi cái lấy vào đây. Ai chơi cái thời gian đặt. Em biết cái thời gian đặt không? Nó là 40 giây thừa sức để anh xuống anh vặn núm xong anh đi ra. Và em chưa đủ đi đây mà đúng lúc ta đéo xuống em không anh giết. Ô khoanh, nè, anh đang đứng ở trong phòng đúng không? Em đứng ở ngoài phòng. Cái lúc mà Sa Béo đang còn ngay sau lưng em á thì anh đứng yên đó. Sa Béo vừa đi ngang một mách á. Sa Béo vừa để em nghĩ nhá, cho em tư duy à. Sa Béo vừa đi ngang một phát cái là anh dí em mới chạy ngược ra trở lại, thế là anh dí em tiếp. Cái vừa lúc mà Teddy gặp Giang Sơn, anh quay lưng anh Giang quay lưng Sơn. Tôi với Sơn rồi kệ anh em. Tôn rồi. Không, chắc chắn là Quang ở. Nói chung là mày giết phòng Sơn bản sau đi theo ông Quang ở thế là xong. Tại vì bây giờ vấn đề là mình chắc chắn sẽ người vẫn đông hơn mà. Giết thằng Sơn. Chơi gì đâu mà căng thẳng, vui mà. Vẫn là giết thằng Sơn. Bây giờ đi xong. Theo ông Quang thôi. Bú bùi xong rồi. Ba là bốn. Bạn này chắc còn lâu tôi xem sách rồi nhá. Đồng ý. Ô, cái này là cái lồn thì anh làm cái này như nào vậy? Chưa xong
Ê, địt con mẹ. Biết ruộng mày. Mày biết tập từ đâu. Mày quần ra. Mày ăn lồn là béo bà vãi lồn. Cái gì con mẹ. Mày kêu mày đi vlog. Mày không có cố gì con nữa đi mày. Tại sao lại là thằng phù đi con mẹ. Đi con mẹ mày là thằng phù. Mẹ mày một cái ván chơi khi những con người chăm làm quét và chủ chốt đã chết. Thế là thôi. Nhưng mà tại sao cái đoạn đấy lúc đấy. Ô tại sao hai người lại dí nhau nhở. Tại vì không có cái gì để nghi ngờ. Địt mẹ vừa anh Quang vừa thằng Sơn dí nhau. Địt mẹ nhưng cuối cùng là thằng Vũ. Đi mà. Rồi lên mãi không làm xong quét thế. Ồ. Nhưng mà ý là nếu như mà không có lập luận á thì skip. Địt mẹ chứ đừng cứ mày mày cứu. Mẹ thằng Vũ lồn. Đầu tiên thằng Vũ lồn. Rồi anh mẹ không dí mày nữa. Địt mẹ mày bố. Ai bảo mày giết bố mày. Địt cụ mày. Mày không có lập luận thì bỏ qua chứ đừng có kiểu được mày. Mày không có lập luận cứ mày. Thì ai bảo mày gì? Không phải vừa nãy là tao không có lập luận nhá, mày linh tinh nhá. Vừa nãy là tao đi cùng ông Quang thật. Mặc đi mẹ bây giờ mày gì ông Quang, tao chẳng nghi ngờ mày. Chứ không phải là tao linh tinh đâu, tao cũng nhìn thấy mày lồn đâu. Đúng không? Cái vấn đề đây là chúng mày để thằng Phi Vũ nó free, nó chạy lung tam tung chả nào để nghĩ đến nó. Từ cái lúc mà thằng Sơn với cả ông Quang chửi nhau là em đã chỉ bị nghi sang cả hai người rồi. Mà rõ ràng là ông Quang từ đầu là ông chỉ đi với em, vô lý lắm rồi. Thì chả em phải dí tắc Sơn. Mày phải nghĩ đến cái thằng nào rác rồi. Mình thôi là một mình. Mày mình chơi được không? Thì nhưng mà em có biết mày thằng kia ở đâu đâu. Đúng rồi. Mình đi qua ông Phi Vũ đéo thấy ông Phi Vũ giết mình. Hey. Ném sao béo khỏi tàu đỡ bị rối anh em ạ. Mọi người đừng ném em. Chết ở đâu? Con mẹ. Chết ở đâu? Chết mẹ. Trong phòng sửa điện. Chú chuyên vừa lướt qua cháu từ cái lối phòng sửa điện lên. Ai vậy? Ông mẹ hùm đi. Tôi vừa ở mẹ camera tôi thấy ông với cả bà. Ông xin với cả bà đi quay lại ngược lại hướng đi mẹ mọi người đang cứu hộ ấy kìa. Tôi thấy vừa mèo lướt lên. Xin với mèo cứu phòng trên. Xin với mèo cứu phòng trên. Không, rồi, tôi không em không là tôi người nhưng mà em thấy em đi ra phòng security thì thấy ông chuyên đang đi ngược về. Anh không thể nào mà bị mẹ vừa mới chia tay nhau ở cái phòng đấy anh đi xuống xong anh giết người xong anh report được, anh có bị địt mẹ với thần kinh không? Đấy nhưng mà anh là không phải em đi ở phòng cửa điện bởi vì em vừa mới chạy từ trái sang. Chạy từ trái sang, chạy từ phòng nào, chạy từ phòng nào? Chạy từ phòng security ra. Security có một cái phòng sang cửa điện luôn. Security có một phòng sang cửa điện luôn. Nhưng mà tôi chạy mà. Ôi, chết rồi, xin ơi, em ẩn nhâm vote anh rồi, địt mẹ. Mọi người đừng vote xin nhá. Sang cửa điện luôn mà. Thằng Teddy nó nhìn thấy tôi chạy khổ quá, vấn đề là tôi chạy. Ông chuyên đi cái hướng trên chứ không phải đi hướng dưới. Mà gì sang phòng sửa điện cái gì cả. Ai đang được nghi ngờ đấy. Ông ấy đi từ cái phòng security em đi lên cái hướng phía trên mà lên cái phòng cafeteria ấy. Nhưng mà khi mà cháu vào đi vô xuống hay là thấy chú chuyên lướt lên. Chú chuyên lướt lên thì lướt đi đứng lên lại đi xuống lại đi gặp ngược chiều với cả mèo nữa. Thế mọi người phải nghĩ là nếu như chú chuyên là sói á thì chú chuyên có thể nhảy hòm đúng không? Thằng Sơn chết ở đâu? Thế thôi.
nhảy ven nó sẽ ra một cái ven khác, không phải ra cái này đâu, chỉ có đúng một cái ven kia nó mới ra cái vòng điện thôi. Bạn hiểu vấn đề không? Không phải cái ven nào nhưng, nó cũng nhưng mà có phải vừa lướt qua nhau không? Anh sắp chết rồi, anh tức là chuyên đi từ phòng dưới phòng 6 giờ lên đúng không? Ủa giết nhanh thế thế nào được? Tôi nghĩ là không phải ông chuyên đâu, không giết nhanh thế đâu. Để nó này nhá, làm cái chứng cho tí có elite team nữa cơ. Không phải team bảo là nhìn đến chuyên đi lên trên. Từ từ đã để nói. Nghe thôi này, cả tơ này chắc phải skip rồi, nhưng mà để anh nói nốt này. Anh đoán rồi. Nhá, là theo anh đoán thì là giết trước xong bắt đầu nó mới rainbow test quả pha vào rồi. Cho nên là mới bị kiểu như này. Bởi vì là đi từ cái phòng cửa điện mà đi từ cái phòng camera đi ấy, bắt buộc phải đi đường trên thì mới đi xuống đi ra Kateri. Còn nếu mà đi ở dưới nó bị xa, ông hiểu vấn đề không? Phức tạp quá, bịt mẹ. Vấn đề là nếu mà như bởi vì không thể nào mà nếu mà ông đi đường trên ấy thì làm sao mà đi ngược chiều từ dưới 6 giờ lên được, gặp mèo được. Đây này, tôi đi như này, đây sẽ đi vào đây này, đấy đi đến đây. Và tôi sẽ đang tôi đi ra đến đây này. Nói xong nhá, không, coi như xong rồi không nói nữa. Lít chi vậy có thấy ông chuyên không? Chơi đồ lệ. Chơi đồ lệ, em nói. Ui độc thế. Đây là không có lòng tin vào loài người. Không, em thấy sáng đèn nhưng mà không thấy ai nói gì cả. Được. Vòng nhà nào vòng rồi. Chơi game này vòng bay đầy bắp cũng được. Có lý. Đâu anh này? Mình trước kịp nhìn ai với ai. Chuyên lẫn cả ở chết ở đâu? Ở đâu? Ở ngay phòng vân tay anh. Cái em chắc chắn là cái này là chết trước lúc phòng vân tay là phòng nào anh? Đấy là cái phòng đối diện của camera đó. Phòng tay là vân tay sau đó. Bãi lồn. Em với anh Tin là đang đi với nhau để vòng đúng không? Có ông nào đi từ bờ phía trên xuống đúng không? Em phải ra phòng phi vũ ở admin nhá. Có ông nào đứng cùng tôi ở trong cái security hai ông liền này. Thiếu người đây này, bây giờ đang thiếu một người. Hiện nay chỉ có 5 thằng ở cái khu vực đấy thôi. Mèo. Và cháu mèo phòng cà phê ạ. Đó, một mèo là không ở đấy là một này. Tiếp người nữa. Em đang đứng soi camera. Vũ ở đấy. Vì 3 thằng ở trong phòng camera nhá. 3 thằng ở trong phòng camera. Em tìm ở trong phòng camera đúng không? Em mới chỉ tìm nhìn lý team thôi. Em không bỉm nhìn team đó lên trong phòng camera. Là Su đang đâu? Có, em cả Giang Phi Vũ đang ở admin. Xong rồi em tách ra em đi sang bên phải chỗ Westburn à. Thế thì bây giờ chỉ còn có La Su và Mèo Nghi thôi. La Su Mèo. Cái trước đấy cháu báo động là cháu gặp bọn chúng đi từ đâu của em đi với Giang Phi Vũ. Hình như thằng La Sắc ở đây là gọi La Sắc đang ở khu vừa mới tách, em vừa mới tách ra khỏi Giang Phi Vũ thôi. Thì là La Sắc đi, tại vì em thấy Vũ thấy tách lâu Vũ confirm đi Vũ. Ở cạnh em. Thằng ơi, bảo là nó mới chỉ vừa mới tách ra khỏi mày thôi. Vừa mới tách ra khỏi em vừa ở phòng admin vừa tách ra khỏi Giang Phi Vũ mà. Cái lâu confirm có nhớ được ba. Thôi được rồi, cứ nghĩ ra cái đấy ra. Tùy mọi người thích băm không? Em nghĩ là thằng La Sắc. Em nghĩ là băm luôn thôi, hợp lý đấy.
băm, nhưng bây giờ hai người này ngang phèo, ai biết ai băm rồi. Là sút hoặc tại vì em thấy lô em thấy bỉm trước, bỉm đang đứng sửa ở cái cổng cái cửa vào trong cái đống đấy là không thể giết trước được. Nếu như nó giết trước từ lâu rồi thì không nói nhá, còn nếu như mà ngay trước ba đấy giết ấy thì chỉ có hai người kia thôi. Cái lúc báo động đấy cháu sửa được ba, cháu sửa cho mọi người vào đúng không? Vừa đi phút bừa chơi một trong hai là 50-50, em đang chơi 50-50 nhìn mẹ. Mọi người máu vết lồn. Ủa, chúng bộ đội bay ra ngoài không gian. À, lấy dưới. Mẹ cũng gọt mẻ luôn. Ui, cái tên cả mình. Lộn gì ấy? Ông làm bấm tay đi mẹ. Đi đây. Quang Hứa vừa làm nhiệm vụ gì ấy Quang Hứa? Đi đây, anh để email với Loki đi để. Quang Hứa làm nhiệm vụ gì Quang Hứa? Từ đâu Quang Hứa làm nhiệm vụ gì đấy? Tôi làm nhiệm vụ đổ xăng ở dưới đấy. Đổ xăng sao không đi đổ xăng tiếp? Tôi với ông đi với nhau này, mà ông với mèo cứ tẹp tôi với cả anh xin thôi, tại vì sao bây giờ tôi đi với xin, tôi với mèo với xin đi với nhau nãy giờ rồi. Đúng vậy. Từ từ, mẹ có 5 người đi với nhau, chỉ có ông Phi muốn đi một mình thôi. Thôi từ được rồi, để anh nói cái góc nhìn của anh đã. Là đầu tiên là lúc đấy là anh làm xong hết quét rồi, anh đứng ở giữa phòng đấy. Anh có nhìn thấy em quay đầu đi thằng kia đâu? Không, anh thấy cái động thái của Quang Ứng như kiểu là muốn anh đi cùng, thế là anh mới đi theo đó. Còn bọn mày đi theo anh hài mà anh rồi quay đầu rồi không đi đâu cả. Vấn đề là đây mạnh, nhưng mà vấn đề là tao đã nhận lời đi theo thằng Quang Ứng rồi thì tao chỉ đi theo một thằng địch con mẹ mày. Tao là phân thân em tưởng anh hiểu em quay đầu đến cùng em bảo chỉ là gọi đi theo thôi, nên là tao đi theo Quang Ứng. Thế là thế tao đi theo Quang Ứng đến đây, xong rồi tao đi vòng quanh, thế chúng mày cũng vòng quanh vòng sô cô la. Em đã quay đầu em tưởng là hiểu ý rồi thì em mới đi kiểu đấy. Em tưởng hai người đã đi với nhau rồi đúng không? Nếu mà cháu là sói, cháu không thể nói đi cùng với hai người được thì sao cháu giết được? Giết một trong hai, chắc chắn cháu là người rồi. Anh em mình thì mới thắng được đúng không? Giết một trong hai đã rồi tính. Em quay đầu sang hai bên là em tưởng anh hiểu rồi thì anh mới đi chậm chậm thế để cho em hiểu. Đi con mẹ mà còn có cả ảm hiệu ở trong cái trò chơi này ạ. Vãi cả lồn. Có mà anh có đọc tí vũ này. Nhưng mà từ từ mọi người ơi. Tao đi chậm là vì Quang Ớ đi chậm lại nên tao phải dừng lại. Khi là đi tiếp tao đi tiếp tao biết đường. Bây giờ những ai làm xong rồi thì đi cùng nhau hổ. À skip cái round này đi. Em xong nhiệm vụ rồi. Em xong nhiệm vụ rồi. Nếu mà thì mẹ vãi lồn. Thế em bây giờ đi cùng nhau thôi, sắp sửa xong rồi, còn ông nào chưa làm xong nhiệm vụ nhá. Chắc là hai người là con. Ơi, vấn đề là ông Phi Vũ tại sao ông ấy vẫn đang đi lên quanh một mình ấy. Chơi đi. Quay làm nốt đi. Hình chắc là có ma. Quấn rồi. Phải ô ăn cho tôi. Sao làm Vipu nó mới làm gì ấy? Nó vừa đớp luôn đúng không? Nó đang đào đánh lần rồi. Buồn
cười. Sao đại nhân ơi. Thế thằng này đúng là em thằng Sa Béo. Nó vừa cắn trước mặt mọi người đúng không? Nó quấn bịt về. Vừa nãy ông đi, ông Phi Vũ chỉ cần bảo mà khó con thơm mà lắc cái ra đã là đẩy được mèo rồi. Mày hiểu không? Nó rút kinh nghiệm từ mày đấy. Làm việc có vẻ là vui chứ, mày cứ tính với tao đúng không? Vui, 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 im lặng là được rồi, không nói im lặng gì, người ta hỏi là đang ở đâu đúng không? Nhưng mà tôi bảo tôi vừa tắt khỏi ông. Thì ông lại bảo là không, không, không biết gì. Lúc ấy ông bảo có đẩy được mèo rồi. Bên nhau, bên nhau. Xì lại mọi người. Nhưng mà tại vì đi cùng nhau từ đầu đến cuối confirm mà. Bây giờ là chết chủ. Con mẹ mình loại đầu hai, hai con sói đi cùng nhau vào xiên hai ạ, địt mẹ. Mình cả ông chết là rõ ràng ông chết đứng gần mình em, mà em đã giết nhau. Em cả ông Phi Vũ đã giết rồi xong em saboteur là bên kia rồi. Là để ông để ý thôi. Ông là sẽ để hiểu ý với lộn. Em vô em tức chặt rồi, là ông chặt luôn rồi. Ê, em bảo lại cái saboteur thì làm nào. Tức là cứ đứng vào trong cái phòng đấy, ông phá cái phòng đấy thôi là... Một lúc này chỉ thiết đồng với nút đỏ hiện dưới cùng bên phải đấy. Cái độc cạnh là nút kill ấy. Cái độc cạnh là nút kill ấy. Em bị cái anh cũng hiểu kìa. Nhưng mà em đang định giúp người. Cái anh ơi. Em mẹ anh lồ nên là em sợ. Thì ông lại bảo không biết của này. Phi Vũ quấn vãi lồ. Quấn vãi lồ, đi mẹ toàn chó, sao mày cứ đâm tao à? Đi mẹ mày, đi mẹ ông bị còn khoe kỷ niệm phải không? Tao với thằng Vũ còn hay ám hiệu với nhau lắm. Mà mẹ rồi. Mày biết em đâu một thằng chó. Mẹ em bị cay vãi luôn. Cầm mẹ một miếng cửa. Mọi người đang chơi gì vậy mọi người? Chơi gái năm kia. Con cũng thật với tao. Mày thấy nó biết tao rõ không gì chuyện? Thôi xong rồi, thôi chắc không cần phải nói thắng chắc là thắng rồi nhá. Loki với tao bằng Phi Vũ hai thằng hai mạng. Ôi, tao thề mày đây gọi là duyên tiền định à? Em cũng thề, em cũng vừa thấy một cái duyên tiền định bị mẹ. Mọi người để tôi nói, mọi người để tôi nói. Nói đi. Mọi người nói. Địt mẹ thằng Vũ đéo được sao cái chỗ camera này. Cái cay bái nổi tè. Vũ này nghe. Vũ trước. Loki, 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 Loki. Thằng Vũ đéo được sao mẹ thiết người cho người điên à. Loki nhá. Địt mẹ mình vừa đến trước cái cửa phòng lái lái. Cái địt mẹ. Ủa cái này hoa nhau, cái địt của mẹ cái ông này. Con chó mẹ cứ lô kì rồi. Mày cứ lô kì nhớ cái lồn. Địt cái con mẹ mà mày ngáo thì địt con mẹ mà tàn mẹ hết rồi. Địt mẹ biết đâu là kẻ thù rồi chứ mà đéo làm được gì ạ, địt bọ. Anh em cứ đứng lên gần nhau anh ơi. Đi à không đâu. Phải đi làm nhiệm vụ ạ. À? Không cần làm bấm luôn đấy. Đồn ra đây tập trung đây mà được. Có nó giết người là có xác bấm luôn đi đéo. Ông giết hai người đi. Thì ra đây đi phải. Không được bấm được cái nút của hội đồng à, anh em. Mày giết đi Vũ thì mẹ mày nhúng cha mẹ bố mày còn report mày. Mà hồi nãy vừa mới thấy mèo làm nhiệm vụ xong. Chú ạ. Cái bị giết cái trong lòng nghĩ là à đi xong Phi Vũ giết ẩu nha Loki. Loki cả đi có mẹ Vũ đấy. Loki giết mẹ đi. À bây giờ bắt đầu Phi Vũ này. Giết thằng nào không bắt luôn bắt đầu Phi Vũ này. Buồn cười mấy lần đi con mẹ thằng Vũ. Quẩn quá rồi. Đội em đấu ấy mẹ lắm rồi. Thằng Vũ lồ để đéo sao mày giết ở chỗ đấy ạ. Tao cũng đang đéo hiểu mày làm gì ở chỗ đấy ạ. Tao định vào phòng mới giết cái đi cù mày. Ôi trời ơi, con đi. Em vô đi, alo. Tao vô rồi. Còn hai ông tội phạm ấy, địt mẹ. Rồi đang lưu biến hồng. Hai ông tội phạm ấy. Đó là một đứa game kiểu hai anh em à. Ôi vãi lột. Đang đi đéo được trận lột rồi ra điêu dưới thấy hai xác của anh chuyên nói luôn đã vãi lột. Hai má, hai má luôn. Tao bảo mà cái câu chuyện này nó vừa là từ game trước xong nhá, duyên tiền định mà nó lại comeback với nhau. Gì boss? Đâm đi. Đâm đi anh ơi. Nhanh game anh ơi. Chạy đi. Sao? Cứ nghĩ là có bà mèo kẹp sau đúng không? An toàn hóa ra thấy bà mèo chết chung. Sao? Không, nghĩa là người ta vừa nhìn thấy miếng thịt đi thì ông màu hồng giết tôi luôn. Người ta.
Người ta phải nhìn thấy miếng thịt đi kẻ cái lão mồm hồng giết tôi luôn. Không phải, lúc đấy là tôi nhìn thấy một thằng nó giết rồi. Tôi lại tóe máu rồi, ở ngay cửa là máu nó tóe ra rồi. Nhưng mà đéo biết là thằng nào. Thế bác chờ thằng ấy đi trong đi ra. Cái lồn là thằng Vũ nó lặp được. Còn mà nhầm. Hai thằng nhìn chạy đi, mà em chạy đi lấy được. Nếu có kiếm đầu hai thì mình vẫn làm chó đấy. Đừng. Kiếm cái lồn để đi con mẹ mình giết quả Vũ như thế mà ông chửi tao. À, đi sửa rồi đó, sửa đi kìa. Cậu á là lấy cắt nhiều đó. Chiến đôi ra, chiến đôi ra mà đi. Mấy con cậu em gánh nhiều quá em. Ui. Report anh đi. Dead bloody receive. Còn ba người thì còn ăn được. Đi mẹ. Vãi à lồn à. Vẫn vào đi thế. Tư tưởng vẫn là thắng được cái ván này ạ. Đi thắng cái lồn được ba người thắng được. Vì thôi camera thấy Vũ thảm sát ở đi mẹ. Sai rồi Vũ ơi. Thì vô đi. Nhất em hiểu không? Tao bảo đi qua. Vô đi. Nhầm. Tại vì em cú quá. Em cú quá. Em cú quá thế là thôi. Chắc chắn là mẹ mày. Mà đó, nó thấy em đang làm nhiệm vụ mẹ. Thấy em chu đích ra thèm quá, tới là mẹ cứ bình tĩnh thôi, chơi cứ bình tĩnh thôi. Đói bắt đấy rồi. Vịt to gì. Xong ở đấy mình đéo biết làm thế nào rồi đi mẹ. Cái sau những chuyện là ma sói. Mày bóp giá tao hơi nhiều, mày giết tao nhiều như thế rồi. Mai mà nhá. Tôi bảo tôi nghỉ nhá. Mày quá, mẹ. Tôi phải sang thế giới Conan của tôi. Anh chuyên nhỉ, anh xin nhờ này chơi Conan. Đó là ra bản mới mà, bản mới phải chơi lại chứ. Và tạo nhân vật. Chỗ anh có gần cái base của anh có gần chỗ xuất phát không anh? Thì mày phải chọn xuất phát gần chỗ của tao đi. Tây Nam, tạo nhân vật ở Tây Nam là được. Okay. Bây giờ mình được chọn hướng rồi. Map mới bây giờ nó. Đi connect rồi. Đi mẹ rồi. Con số có mạnh rồi. Nghỉ. Nghỉ. Cái đít em đang được làm chó cay vãi luôn. Cháu vừa giết chú xin xong. Cháu vừa giết chú xin xong. Đéo hiểu. Đang được làm chó đít mẹ đang hay đùa. Ok nhá. Tao lại đùa thôi. Tao béo ạ. Em phải em lớp 2-3 mạng đã rồi em mới thua chứ thì mà con mẹ ông mày mình bắt camera mà mấy thằng lồn mình cái lồn thì cứ giết camera thôi thích vãi lồn con này con điên hết bình thường nó điên vãi lồn cái trận hen giống kiểu nó trận điên vãi lồn ơi nghỉ giá nghỉ giá vãi lồn nhá ông quang bây giờ rồi nhỉ nhảy men quá mẹ một trận thua mẹ cổ kiện bắn nếu biết bắn gặp lồn giết luôn nhưng mà thực ra là lúc mà đấy là tao không để ý đâu bởi vì là tao không biết là có người chết đâu nhưng tao thấy ông quang nhảy ven. Bắt rồi đi bạn thấy máu tóe lên. Thế đi bạn thì chắc là ông Quang giết rồi, nếu biết chết ra thì điện thoại sao béo rồi đi. Mắc cười nhất cái bạn mày bây giờ đéo có đứng cho mét bay đứng im. Đứng ngoài em lại tao đéo, không phải. Tao chỉ nhớ là lúc đéo là nó cũng sẽ có quét. Thì tao biết ở trong phòng này nó có một cái quét. Đi mẹ mày tao đi có mẹ mày mình đi ở đấy mình thấy là sơ rồi. Đi có mẹ mày chạy. Không, thật ra là đéo phải, tao đéo phải là tao thấy mày mà tao chạy vào đây đứng sẵn. Đi mẹ nó thấy chẳng mặt lồn sơn nó đi vào nó nhìn mình thì đi mẹ mình giật lại là để mình phải bị các bạn mình cũng phải nghi nghi nó các thứ kiểu giả vờ là sói xiềng các thứ cho nó còn report mình nghe bất hợp lý vãi lồn nhưng hóa ra là cái ở trong đây nó có effect cả cái đi cũ mẹ ngày hôm nay là đi em chờ lồn em mà thấy sao béo tiếng lại em sẽ chạy đi luôn em mà thấy sao béo tiếng lại là em sẽ chạy đi luôn thế bố mày còn tiền lại đâu. Ừ thì đêm nay em chỉ đứng canh thôi. Xong rồi canh mẹ mối thù ngàn năm phải không? Đây là mối thù ngàn năm thì mẹ mới mua trò chơi. Thằng béo là vòng tròn trí tuệ ngàn năm. Thằng Sơn là dùng vòng tròn trí tuệ ngàn năm. Để đi có mẹ Sơn nó thích chuyên nghiệp không? Nó biết cái máy đấy nó có cái sơ can mà. Bịt cái con mẹ rồi nó chứ. Tân thủ kiểu cú lừa đi cụ mày. Tôi là tà thần đi cả đi ảm mày. Trời ơi, lần thôi, nghỉ đi. Anh sao là sơ can, chứ mẹ cậu. Thế mà gọi tao phải làm gì ạ? Đi mẹ. Thế anh chết một người. Cú đáo địt mẹ. Ngươi phải làm lồn nào địt mẹ. Sao bớt tụi. Trời ơi, lồn thôi, nghỉ thôi. Mẹ thích người gì? À, đây rồi các bạn ơi. Sau đây các bạn ngồi chơi các thứ linh tinh. Địt mẹ dở hơi quá, thề với cả các bạn luôn. Thế nên là mới bị dở hơi như thế. Đùa tân thủ thật sự, gà thật sự các bạn. Hé, hai giữa được nghỉ ngơi một chính xác phải các bạn.
ủa vãi đái sửa chim muộn. Đéo nào đỡ được, mình cứ ngồi mình chơi thôi, mình mất tập trung vãi đi tề. Ơi, thank you anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi live stream chim của mình nhá. Hí. Thôi giờ này nghỉ thôi, các bạn đã 2 rưỡi rồi. Mình cũng ngồi mình cứ hớ hớ lúc về đéo chịu được tề với cả các bạn. Nghỉ thôi các bạn, thank you anh em. Tối nay mình có stream không nhỉ?